là tu ở trong nhà Phật, cái mục đích cuối cùng là của mình á, là để thoát khỏi đau khổ. Và nguyên nhân nào con người ta đau khổ là do chúng ta có những cái tâm niệm sai lầm, có những cái phiền não ở trong tâm của mình. Mà nguyên nhân nào gây ra phiền não? Đó chính là cái kiến giải sai lầm. Nguyên nhân nào gây ra cái kiến giải? Là do chúng ta nhìn, nghe, rồi ngửi, nếm, xúc chạm mà không có sự kiểm soát của tâm, sanh ra phóng dật, buông lung. Cho nên là những cái tâm nó sanh ra nên gọi là tâm phiền não. Và tâm phiền não có hai cái chức năng. Cái chức năng thứ nhất á, là nó tạo nghiệp. Nghiệp của thân, nghiệp của khẩu, nghiệp của ý với tâm phiền não đó. Cái chức năng thứ hai của tâm phiền não là khi chết nó dẫn mình đi cảnh giới. Và dù cho bất kỳ cái cảnh giới nào tâm phiền não dẫn đi thì nó chỉ có chọn được có ba cảnh giới mà nó dẫn đi thôi. Đó là cảnh giới của dục, là lấy đối tượng của sáu trần làm vui. Cảnh giới của sắc là lấy đối tượng của bốn thiện làm vui. Cảnh giới của vô sắc là lấy đối tượng của năm định làm vui. Thì người ta gọi là tam giới. Và hậu quả mà người ta sanh tử luân hồi đi trong tam giới đó, thì tất cả chúng sanh đều gánh một hậu quả giống nhau. Đó là sầu, là bi, là khổ, là u, là não. Tất cả đều giống nhau, không có ai khác hết. Dầu cho cái người đó giàu sang phú quý, hay là người đó thấp hèn, hay là người học cao, hay người học thấp, hay là người đẹp, hay là người xấu, hay người giàu, nghèo, vân vân, đều chịu chung một cái số phận là sầu, là bi, là khổ, là ưu, là não. Nếu chúng ta còn sanh ở trong tam giới thì mình liền bị là sanh già bệnh chết. Cho nên khi mà Đức Phật đến ở thế gian này rồi nên Ngài mới khai thị cho tất cả mọi người nhìn thấy biết, gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Cho nên ta thấy biết nên ta phát tâm tu tập muốn ra khỏi cái chốn đau khổ đó. Và muốn ra khỏi cái chốn đau khổ đó thì mình phải đoạn trừ hết tất cả các cái phiền não trong tâm. Tại phiền não có hai cái chức năng. Chức năng tạo nghiệp, mình đoạn trừ phiền não thì nó không có tạo nghiệp nữa. Và mình đoạn trừ phiền não thì nó không dẫn đi sanh tử luân hồi. Mà không có dẫn đi sanh tử luân hồi á, thì không có sầu, bi, khổ, u não. Cho đến mình muốn giải thoát, mình phải đoạn diệt được phiền não. Và Đức Phật dạy cho chúng ta cái pháp hành để đoạn diệt được phiền não. Là cái pháp hành thứ nhất là mình thực hành để đoạn tận tất cả các lậu hoặc đắc trong hàng tứ thánh, sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Cái pháp hành thứ hai là chúng ta niệm Phật cầu tha lực tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hay là cảnh giới của mười phương chư Phật sai biệt khác nhau. Tại sao chúng ta không sử dụng cái pháp hành để chúng ta chứng đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả luôn, nhập niết bàn luôn, cõi cần sanh tử luân hồi sầu bi khổ u não? Tại vì nó liên quan tới thời gian. Ví dụ như thời gian sống của mình trong một kiếp 100 năm á, chúng ta dụng công không đủ thời gian để dụng công để thoát khỏi sanh tử luân hồi mà mình phải chết này. Mạng sống con người á, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó có là bốn cái yếu tố chính. Cái yếu tố thứ nhất á, là vô thường. Yếu tố thứ hai là ác duyên. Yếu tố thứ ba là nghiệp thọ mạng của chúng sanh loài. Yếu tố thứ tư là phước thọ mạng của từng người. Nó phụ thuộc vào bốn cái đó. Ví dụ như một người bị vô thường, vô thường ở đây là chúng ta nói được bị hoàn cảnh thay đổi đó, thì người ta cũng có thể kết thúc cái thọ mạng. Bị cái ác duyên ở trong kiếp trước, ví dụ như cái ác duyên nó lớn quá đi, ở trong kiếp trước mình đã từng làm cái gì lớn quá, giờ gặp cái ác duyên lớn quá, nhằm khi ta cũng kết thúc cái thọ mạng ở đây. Cái thứ ba nữa là cái nghiệp của loài chúng sanh, nghiệp thọ mạng của loài chúng sanh. Ví dụ như cái loài chúng sanh đó là con chó thì sống giỏi lắm là 20-30 năm là đổ lại không có nữa. Con người sống tối đa 100 năm không có nữa. Con mũi sống mấy tháng thôi chứ không có nữa. Con thằn lằn, con dế, con trâu, con bò thì nó có cái tuổi thọ của nó, là tuổi thọ của loài.
nó nằm trong cái khoảng thời gian đó. Trong cái thời buổi này á, thì con người mình á, là cái tuổi thọ khoảng 100 năm đổ lại à. Cho nên mình không thể sống qua đó được. Cái thứ tư nữa là nghiệp thọ mạng của con người. Ví dụ như á, mình sanh ra ở thế gian này, cái nghiệp thọ mạng mình nhiều nhất là nhiêu đó là không bao giờ qua được. Là đó là nghiệp thọ mạng này. Nghĩa là mình gieo kiếp trước, mình thường hay phóng sanh, mình giúp đỡ đời, mình cứu mạng. Thì cái nghiệp ở trong kiếp này á, mình thọ lớn tuổi, nghĩa là sống dai. Còn nếu mà ông ta sát sanh nhiều quá, đoạn mạng chúng sanh nhiều quá, làm cho ông ta khổ nhiều quá, mà ta ảnh hưởng đến sinh mạng của ông ta, mình sống tà mạng nhiều quá thì nghiệp mạng, thọ mạng của mình ngắn. Do đó người ta sống mà bị phụ thuộc vào 4 cái để làm cho thọ mạng của mình không thể tính được bằng một cái chính xác được. Cho nên đó, làm sao chúng ta có đủ thời gian để mà tu tập, nhất là thời không có Phật, mà mình chứng đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Cho nên đó là người ta phát tâm để cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Về đó nó có cái điều lợi là như thế này. Thứ nhất là gặp chư Phật, nhất là Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ cõi Tây Phương. Cái thứ hai là gặp vô số vị Bồ Tát, có vị Bồ Tát lớn như Quan Thâm Bồ Tát, Đại Chí Thế Chí Bồ Tát. Cái thứ ba là gặp những cái người bạn đồng tu của mình, là toàn là người tu không à, mà người tu thiệt đó. Cho nên là họ là người tu tập thật. Cho nên mình gặp những người tu tập thật á, mình an tâm. Còn những người tu tập á là giả thì mình không có an tâm. Mình ở đây có hai loại người tu tập giả. Cái loại người thứ nhất á là họ giả tu, có nghĩa là họ không có tu gì hết trơn á, mà họ mặc áo tu, gọi là giả tu. Cái loại người thứ hai á là lúc giả lúc thật. Lúc giả lúc thật là gì? Lúc nào có tu là người tu á, lúc nào không có tu cũng đâu phải người tu đâu. Bây giờ ví dụ ha, mình nói là mình là người Phật tử, thì lúc nào là mình là người Phật tử? Lúc mình có tam quy ngũ giới, có pháp tu, thì đó là người Phật tử. Bây giờ ví dụ như người Phật tử là người con Phật, người con Phật phải có tam quy ngũ giới không? Ví dụ trong lòng của mình á là quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Quy là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Lúc nào trong lòng mình cũng có Phật hết là mình là người Phật tử. Cái thứ hai nữa là có giới. Có ngũ giới, năm cái giới cấm, dầu năm giới cấm ít nhìn mình cũng giữ được giới thì mình cũng là người Phật tử, cũng giữ được giới. Tuy là mấy kia chưa giữ hết, 2, 3, 4, 5 vậy nhân mình là người Phật tử. Cái thứ ba nữa, mình có pháp tu là mình có tu không? Dù có niệm Phật không? Có ngồi thiền không? Có thiền quán không? Có thiền định không? Có nhẫn nhục không? Có từ bi không? Ví dụ như vậy đó, thì trong thời gian đó, thời điểm đó, mình có tu, mình có tam quy, có ngũ giới, mình là người Phật tử. Còn bây giờ ha, bắt đầu đi chơi à, vô hát karaoke đi ha, cái mình quên, mình quên là người Phật tử, trong lòng mình hết có Phật rồi, bắt đầu có bài hát đó nha. Điệp ơi mai lên chốn thành đô ha, toàn là nhớ tới ông Điệp không, đâu nhớ tới Phật nữa đâu, phải không? Rồi tới giới, giới sát sanh trộm cướp, là dâm nói dối đó, vô giọng chém gió toàn nói dối không, thì mình đâu có giới đâu. Rồi đâu có niệm Phật, lúc đó đâu có niệm Phật mà toàn là niệm gì không à. Như vậy trong thời điểm đó, trong thời gian đó là mình không có phải là người Phật tử. Quý vị hiểu không? Cho nên đó, là lúc đó là mình tu giả rồi đó, chứ đâu phải tu thiệt. Nhưng mà giờ tu thiệt này ngồi rồi ha, trang nghiêm thanh tịnh, nãy giờ thì vô nghe niệm Phật dây dơi, được đó. Đó là người tu á. Quý vị không phải là cái người tu giả thứ hai đó, là có lúc tu lúc không. Lúc nào không có tu là giả, lúc nào có tu là thiệt. Thiệt giả lẫn lộn trong người của mình đó. Còn cái người tu niệm mật, lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác, lúc nào cũng có tam quy, lúc nào có ngũ giới, và lúc nào có niệm Phật, hoặc là tu tập một pháp của nhà Phật, 84,000 pháp, kiểu nào cũng được, miễn có tu được này. Đó là có tu là đang vận hành cái bánh xe pháp của nhà Phật á, đang vận hành bánh xe pháp của nhà Phật. Và trong lòng mình luôn luôn lúc nào cũng tưởng nhớ nghĩ tưởng đến Tam Bảo, và luôn luôn lúc nào mình cũng thuộc giới và nghĩ tới giới. Cái người giữ giới phải thuộc lòng giới thì mới giữ được, và nghĩ tới giới mới giữ được. Cho nên là chúng ta nghĩ tới Tam Bảo, nghĩ tới giới, thuộc lòng giới, sống với nó, và có cái pháp tu đang hiện hữu trong tâm mình, thì đó mới là người tu thật sự đấy. Đó là người chân tu đó. Chân tu tức là người tu thiệt đó. Có những lúc á mình chết quớt à, đi đám rồi ha, vô bằng nhậu một cái một quên tu luôn, nghe không? Rồi có một chỗ mà quên tu luôn á, đi siêu thị á, trời ơi, vô một cái toàn đồ mới không, đồ xịn không, quên tu luôn, nghe không?
Rồi có những lúc á mà mình chiều theo tâm dục của mình cũng quên tu nữa, lúc đánh ghen không có tu hành gì nổi chứ, hiểu không? Đó. Rồi á là lúc yêu quá cũng tu không nổi luôn nữa, hiểu không? Lúc hận quá cũng tu không nổi luôn nữa, lúc bệnh quá cũng quên tu luôn, hiểu không? Bệnh quá đột lo sợ, không có nhớ Phật mà toàn là nhớ bác sĩ không à, hiểu không? Nhớ thuốc, nhớ bác sĩ không à. Ví dụ gì đó thì coi gì chứ quý vị. Là trong cái đời sống tu tập mình đâu có tu tập được nhiều đâu. Trong cái thời gian á, bây giờ ví dụ như trong một ngày nè, mình ăn là bao nhiêu giờ rồi, mình đi toilet là bao nhiêu giờ, mình tắm rửa bao nhiêu giờ, rồi mình lên trên mạng mình quẹt quẹt TikTok, quẹt 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 Facebook bao nhiêu giờ, rồi chơi điện tử bao nhiêu giờ, vân vân. Còn cái thời gian mà mình nhớ Phật, nhớ giới, nhớ tu của Pháp, nhớ Pháp tu á, là đang hành Pháp á, không có nhiều chừng á. Quý vị thấy không? Thì làm sao mà đủ cái đô để đoạn diệt phiền não? Bởi vì ví dụ như á, một cây á, thì chúng ta có thể ngày một chúng ta chặt đứt cái cây đó rồi, nhưng mà phiền não ở trong tâm của mình nó hồi thời vô thủy tới giờ á, nó dày đặc hết trơn, nguyên một cái rừng ở trong đó đó. Bắt đầu mình cưa à, mà cưa lâu lâu một cây, lâu lâu một cây, lâu lâu một cây, nguyên cái rừng á. Bây giờ xuống rừng Tràm U Minh đi, đầu mình cưa, hoặc là rừng Quốc gia Cúc Phương đi, hoặc là rừng Đước Năm Căn đi, hoặc là rừng Đước Cần Giờ đi, rồi ra ngoài một mình cưa, hiểu không? Cưa tới ba kiếp còn cưa chưa hết mấy cây đó, thì cái cây đó tượng trưng cho phiền não. Cưa tượng trưng như là chúng ta đang tu tập. Tu tập phải có tam quy, có ngũ giới, có pháp tu thì là mới được, chứ còn pháp không có không được, mà tam quy ngũ giới không có không được nữa, ba đó nó cộng lại nó mới đứt được phiền não. Quý vị hiểu không? Chứ không phải mà có một cái mà quý vị nhớ, niệm Phật còn hết phiền não không? Có đâu, niệm đi có hết không? Nếu ông phải là người Phật tử, ông niệm có hết không? Nếu là người Phật tử, trong lòng mình có Phật, mình quy ngưỡng Tam Bảo, mình có lòng tin với Tam Bảo, mình á mới có giữ giới, mới đến tâm thanh tịnh, tới giới thanh tịnh. Rồi lúc đó hành pháp ở trên nền tảng đó thì các cái phiền não nó mới đoạn diệt được. Chứ nhầm khi á, mình thấy mình tu hoài mà còn sân hoài, còn giận hoài, còn hờn hoài, còn ghét hoài, còn ghen hoài, là tại sao? Lại tại nó cưa không đổ được phiền não. Mà quý vị cưa không đổ được phiền não thì làm sao mà mình có thể được chứng đắc? Nên người ta tu á, người ta chia ra hai phần. Một phần thứ nhất là an lạc trong cõi đời, phần thứ hai là kết quả sự tu tập. Ví dụ như á, là chứng thánh hoặc giả là giảng sanh là kết quả sự tu tập đó. Nhưng mà cái phần ở trên đời đó là mình phải được an lạc, phải được bình an, phải được an lạc, phải được nhẹ nhàng, phải được thanh thản. Chúng ta đưa ra hai cái quả. Một cái quả thứ nhất á, là sống an lạc tự tại trong cuộc đời. Cái quả thứ hai là quả chứng á, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, hoặc là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng là cái loại quả mà sau khi chúng ta tu tập mình có. Như vậy thì á, mình phải đặt ra hai cái đó để mình tu. Tu phải được an lạc, chứ á, mà tu không được an lạc tu làm chi. Cho nên cái người á, hồi chưa tu á, ai nói gì cũng giận. Bây giờ người tu rồi á, có cái giận cái không, phải không? Còn á, hồi xưa mà chưa tu á, là giận cái á, là giận nửa tháng. Còn giờ tu rồi giận 2-3 ngày, hiểu không? Rồi á, hồi đó á, giận lên cái đập vô mặt người ta. Bây giờ giận lên cái nói vài lời thôi à, nó giảm độ xuống, nó giảm cái cường độ, cái độ của nó giảm xuống để cho chúng ta được an lạc. Không có gì. Thực ra trên đời này á, tất cả mọi người nói trên đời này là thật sự là cô đơn đó. Không có ai mà làm gì để chia sẻ cho mình, vì chỉ có chính mình chia sẻ cho mình mà thôi. Không có ai bệnh thai cho mình, không có ai á là đau thai cho mình, không ai khổ thai cho mình, và không ai thương mình bằng chính mình, kể cả vợ chồng con cái mẹ. Còn nói là trời ơi tôi thương rồi giận dữ lắm, nói cái miệng thôi, hiểu không? Nói miệng thôi. Cái lúc đó là lúc ngẫu hứng lý qua cầu á, ta nói vậy thôi. Mà tới chừng cái lúc mà hết ngẫu hứng cái nó hết thương à, nói vậy với cô Phật tử này lại chùa là thầy ở thầy, thầy phải giải thích cho con. Thầy không giải thích cho con chết không nhắm mắt. Hỏi sao vậy? Là ông chồng con á, ông hứa là ông yêu con trọn đời mãn kiếp, là cái ông xem con á lớn hơn cả cái mạng của ông, nên ổng sẵn sàng hy sinh kể cả thân mạng gì con, là tất cả cuộc đời này là kể như là ổng tặng cho con hết. Nhưng mà tại sao ổng nấu cái gì mà mới có 3-4 năm sau giờ ổng có vợ bé, ổng đi ổng bỏ con. Rồi á là
cả ngày không điện thoại, không nhắn tin luôn. Rồi bây giờ á, là con không hiểu làm sao ổng nói những cái lời nói đó. Mà bây giờ ổng không có những lời, thầy phải giải thích giùm con. Cái thầy mới nói là mô Phật, ổng nói thì kêu ổng giải thích sao kêu thầy, hiểu không? Phải chứ thầy nói thì kêu thầy. Còn ông chồng cổ hứa với cổ mà là tại sao mà lại thắc mắc hỏi thầy, rồi kêu thầy giải thích, thầy có biết ổng nghĩ sao đâu mà giải thích, hiểu không? Nhưng mà thầy á nói rằng á là cũng có lý do, không phải có lý do đâu. Lúc đó ổng phải ổng nói dốc là cảnh nó sanh tâm. Cái tâm lúc ổng nói là cái tâm thiệt đó, nhưng mà cảnh mình phải tìm cho bằng được cái cảnh đó để sanh cái tâm đó. Ví dụ như lúc mà ổng thấy mình đẹp quá, ổng hứa tùm lum mà, thấy không? Nhưng mà bây giờ ổng thất hứa là biết mình hết đẹp rồi đó, có hiểu không? Có nghĩa là đối cảnh sanh tâm. Bây giờ ví dụ như ổng thấy mình hiền quá, ổng sanh cái tâm đó, ổng hứa tùm lum, bây giờ ổng hết hứa biết mình hết hiền rồi đó, hiểu không? Hồi đó là mình á nói năng nhỏ nhẹ dễ thương lắm, ổng sanh ra cái tâm đó. Bây giờ ổng không còn sanh tâm đó nữa là biết mình hết nhỏ nhẹ, hết dễ thương rồi đó, hiểu không? Đó, hồi đó đó thì mình hết lòng chăm sóc ổng dữ lắm. Ví dụ ổng muốn ăn gì có đó, ăn gì có đó, uống gì có đó, ổng sanh tâm đó. Nhưng mà bây giờ ổng hết sanh tâm đó là biết là ổng hết cái món ăn rồi đó, hoặc là ăn quá ngán chán rồi đó, hiểu không? Cảnh nó sanh tâm, cho nên nó có lý do hết chứ không phải không có lý do. Vì mình tìm cho bằng được cái lý do lúc đó ổng hứa đó, là lúc đó là mình có cái gì để cho ổng hứa. Có nghĩa là cái gì làm cho ổng khoái, người ta khoái gì người ta hứa. Người ta không khoái người ta không hứa đâu, người ta thích người ta hứa. Cho nên mình muốn ai mà hứa gì mình làm cho người ta thích là người ta sẽ hứa à, nghe không? Nói cho người ta thích hoặc làm gì ta thích, ta thích cái gì mình làm thỏa mãn cái thích của người ta là người ta hứa trơn à. Chứ đừng có nói là kèo người ta vô hứa này kèo người ta hứa kia, mình phải đem cái gì ra để kèo, chứ không phải là tự nhiên người ta hứa mình đâu. Mình là gì, đúng không? Mình phải có gì mình đưa ra, người ta thích cái người ta mới hứa. Chứ còn là bây giờ ví dụ như mình xin xin người ta đi cho tôi 10 công đất hay gì đi ha, hỏi là làm gì cho 10 công đất, bây giờ ông đem cái ra đi coi cái gì để người ta cho được 10 công đất, ví dụ như vậy đó. Cho nên đó quý vị, là mình sống trên đời này thấy người ta thay đổi mà mình cứ trách người ta thay đổi không à, ai nhè đâu. Cảnh thay đổi làm cho người ta thay đổi, mà cảnh của người ta là chính mình đó. Cảnh của người ta là chính mình, cảnh của người ta là chính mình đó. Cho nên đó, mình thấy tâm người ta thay đổi, cái đầu mình buộc tội người ta là mình nói người ta thay đổi, nhưng mà không ngờ cảnh nó sanh tâm. Cho nên đó, cái cảnh mình thay đổi nên tâm người ta thay đổi, mình hiểu không? Cho nên mình làm sao phải tuốt cái cảnh lại cho nó ngon, hiểu không? Đập mặt tiền xây lại đồ đó cho nó ngon, đồ đó là người ta mới á, là giữ cái tâm cũ. Chứ còn bây giờ á, quý vị, có nhiều người á là giờ răng rụng mắt mờ tóc bạc da nhăn, uống thuốc nhiều hơn ăn cơm, rồi lúc đó sanh ra cái tâm hồi xưa hết nổi, phải không? Mình nói á theo đạo lý á thì không có được xử lý như vậy, nhưng mà cái tâm nó không có theo đạo lý, cái tâm nó sanh tùy theo cảnh nó sanh ra. Trách người ta hành động thôi chứ không trách người ta khởi tâm. Cái tâm người ta khởi mình đâu có trách được, nhưng trách cái hành động. Ví dụ hành động vậy là phạm cái gì, phạm gì, phạm gì. Nhưng mà tâm khởi thì mình thua à. Tại tâm khởi trong lòng ta, mình đâu có cấm được. Cho nên đừng có bao giờ bắt người ta thương mình à, bắt đâu được, tâm thương rồi bắt gì được, bắt, hiểu không? Mà mình phải làm sao cho người ta thương, mình hiểu không? Hiểu được rồi đó. Đừng bao giờ bắt người ta phải thương mình, mà mình phải làm sao cho người ta thương thì cái đó mới là cái bền chắc đó. Chứ còn bắt người ta thương mình đó, mình quạo quọ lên mà nói không thương tôi, thương ai đâu không hả? Hiểu không? Cái ổng cũng gắng cố gắng là thương, ổng nói ngoài miệng thôi, trong lòng không có thương miếng nào chứ. Ổng nói để cho mình á là bớt cái gọi là cái cơn mà là ca hát thôi. Biết cơn ca hát không? Ca hát là chữ khờ đó. Hay trời ơi, nên là biết bớt cái cơn khùng á. Hay, thấy không? Bởi vì kinh nghiệm bản thân dễ sợ luôn ha. Nói ra cái là biết ca hát, cái là biết là bớt cái cơn khùng. Lâu lâu nổi lên ta chịu không có nổi, nên là ta cũng ráng bước cho nó qua. Cho nên đó quý vị biết á, là ở trong cái đời sống mình á, là may mắn là ta biết được Phật pháp.
May mắn là người ta biết được con đường tu tập, và may mắn là người ta có tu tập, may mắn là người ta có chứng đắc. Nhưng mà không dễ dàng gì mình giữ một cái tâm trạng, giữ một tâm thái, không dễ dàng gì mà mình luôn luôn lúc nào đi trên con đường bằng phẳng như vậy đâu. Bởi vì cái nghiệp của mình nó sẽ có những chông gai cản trở, chắc trở ở trên đường đó. Còn có những cái mà nó chắc trở lớn hơn nữa, làm cho mình lui sụp tinh thần, làm cho mình là bị hoảng loạn, làm là cho mình mất lòng tin, làm cho mình lại không có tinh tấn tu tập được. Quý vị, là cái thế giới quan xung quanh của cộng nghiệp của chúng sanh đó. Bây giờ đang tu ngon, nghe tin gì cái tự nhiên hết muốn tu. Quý vị thấy không? Cái đó là cái tâm lý đấy của người ta. Tu cho mình, tin là tin của người ta. Cái tin vịt tin gà là của người ta, thấy không? Không phải tự nhiên thầy nói. Mới hôm qua có cô Phật tử: thầy ơi, thầy trời ơi, sáng sớm con lướt TikTok cái giờ hết muốn tu rồi. Hỏi sao vậy? Lướt TikTok hết muốn tu. Là trời ơi, cái gì đâu mà nghe ông này ông kia lại nói đại lỗi gì đó. Nghe ông thầy này, nghe ông thầy kia, lấy nghe gì, nghe cái chuyện đó là chuyện của mấy thằng TikTok. Mấy ông TikTok làm, còn chuyện tu là chuyện của mình. Còn cái chuyện của người khác không có dính tới mình, chứ sao để cái chuyện của người khác mà làm tan cái lòng tin của mình, để chuyện của người khác làm mất đi công đức của mình, để chuyện người khác á, là làm cho mình lui sụp con đường tu tập. Cái chuyện tu là của mình, chuyện phước là của mình, là chuyện công đức là của mình. Còn tất cả chuyện xung quanh là chuyện của thiên hạ, có hiểu không? Mà mình lấy chuyện thiên hạ, mình lấy cái xấu cái tốt của thiên hạ mà đánh mất đi cái tốt của chính bản thân mình là mình dại dữ lắm. Mà cái chuyện mà nó lên nó ấy gì cũng chưa chắc chính xác đâu, thiệt á. Nhằm khi người ta có ý đồ, người ta làm tầm bậy tầm bạ tùm lum tùm la, cái chuyện đó là chuyện của người ta, hiểu không? Mình đừng nghĩ đó là chân lý, nhằm khi không phải đâu. Mạng biết bây giờ nó làm nữa. Ví dụ như á, là cô Phật tử lại khám bệnh là: trời ơi thầy, nghe trên mạng nói thầy uống con thang thuốc hết trơn, bệnh gì cũng hết. Là trời ơi, tôi nói nào đó nha, có đem ra thiệt, thầy nói thiệt. Ai nhà nó cắt từng chữ nó ghép vô, rồi đầu nó đưa hình thầy lên, hiểu không? Thầy đang nói nè, nó cắt từng chữ. Ví dụ nó cắt chữ uống nó cắt, chữ mộc thang nó cắt, thuốc nó cắt, là nó cắt hết, nó cắt bệnh cái nó cắt, nó ghép lại cái mình nói ra nguyên cầu đó. Hay thiệt. Mình giảng mà thiếu gì lời nói. Bây giờ ví dụ nói lâu lâu có cái chữ nào trong bài nào đó có chữ một, nó cắt chữ một, có chữ thang nó cắt chữ thang, có nó ghép lên từng cái nó quét lên, nó dựng phim á, rồi ở đầu nó chạy cái ra lời mình nói không, phải không? Hay vậy đó, muốn nói lời nào cũng được chứ không cần mình nói, nó cắt. Tại vì nhiều cái bài giảng á, thì thế nào cũng có cái từ mình phát âm ra, nói tầm bậy cũng có luôn. Trường hợp chửi thề mình không có nói thì nó không có để thôi, được lên được thôi. Còn cái những cái từ mà ghép những cái câu, ghép câu gì cũng được chứ á, nó ghép từng chữ, chữ nó ghép lại mà lời của mình luôn. Ở trong cái dựng phim á, nó có cái thanh, gọi là thanh tiếng á, nó kéo thanh tiếng bằng nhau, thiệt đầu cái tiếng nó âm bằng nhau, nó kéo lên kéo xuống cho tiếng nhỏ tiếng lớn, nó kéo thanh tiếng bằng nhau là phát âm ra bằng nhau. Thấy mình nhép miệng rõ ràng luôn mà, mình nói rõ ràng ra. Trời, ông kia ông cử thầy quá trời luôn, là thầy bảo đảm á, là bệnh mắt, con bệnh 20 năm nay mờ mắt không thấy đường, mà nói uống thang một hết chân. Đó là trời ơi, tôi uống đó tôi phải là như là thánh hay gì mà uống cái thang thuốc mà bệnh mắt 20 năm không thấy đường mà uống hết. Là trời ơi, nói rõ ràng là nói rõ ràng. Ông cử mình tôi lấy rõ ràng đâu mà rõ ràng, thiệt cái lời của tôi thiệt mà tôi không có nói. Ổng là không có nói sao có lời, nó nói là nó cắt nó ghép, ổng lại cắt ghép sao, cắt ghép nói rõ ràng rõ sao, ổng nói rõ ràng không, ổng cự mình hoài là Nam Mô Di Đà Phật, tôi không có cái thang đó. Ổng là không thang đó là nói gì, cứ làm gì hoài ổng nói vậy đó. Mà ổng bực, ổng là ổng đi 4 tiếng đồng hồ mới tới để mua cái thang thuốc đó về. Ổng là mờ mắt không thấy đường 20 năm rồi, uống thang hết là trời ơi, ở đâu ra, ở đâu ra mày cái thang đó hết. Uống phải từ từ, theo dõi từ từ, coi ổng bệnh gì, còn chưa biết cái bệnh gì nữa. Bệnh mờ mắt có cả trăm cái nguyên nhân, chứ đâu phải là mờ cái uống mờ uống. Mờ phải cồn đá, cồn nước, mây đen, mây thịt, đục thủy tinh thể, hoặc là hư, chồng đen, chồng trắng, chồng đỏ gì đó. Đó không có gì thì người ta tì vào cái mà người ta thấy, hoặc nhậm mắt, hoặc gì đó. Chứ ở đâu mà có cái vụ mà mờ cái uống cái hết. Đó không có gì thấy không? Cho nên nó nhầm khi mình á không nghe người ta đem ra thì mình cãi với người ta. Chính thầy cũng cãi nè, thầy là thầy không có nói,
đó, quý vị không lại không nói nào đưa ra luôn mà thiệt, mình nói thiệt ra luôn á. Bởi vậy đọc thiệt không, thấy chưa? Bởi vì nhầm khi ghép qua ghép lại ghép tới ghép lui, mấy người ghép đó coi mai mai mốt cái sanh ra kiếp sau cái giọng nói mình cũng ghép nè nghe, nói một tiếng ghép một tiếng, nói một tiếng ghép một tiếng, nói một tiếng ghép một tiếng, nói một tiếng lâm không nè. Bởi vì mấy ông mà ghép qua ghép lại nè thôi. Đó, quý vị á, là nên á, khi mà ông ta lướt trên mạng này kia mang tính giải trí thì nó không phải là chân lý, hiểu không? Nó mang tính giải trí thôi, đừng có tin, đừng tin hoàn toàn nó. Có người ta nói không có sao người ta đăng, ví dụ như đó. Trời, nó có mà có ít nó xích cho nhiều, có kiểu này nó làm theo kiểu kia, quý vị không? Cái ông kia á là thưa cái ông nọ với một cuốn sách thuốc là ba của ổng bệnh đau bụng, cho nên á là ổng theo cuốn sách thuốc mà nó xuất bản đó, ổng mua về ổng cho uống thuốc vô thì ba của ổng sau đó mất. Ổng mới thưa lên ông quan là cái ông viết cuốn sách đó đó, tại sao nói bệnh này uống cái thuốc đó mà ba ổng uống lại ba ổng bị như vậy, hiểu không? Đưa lên ông quan thì ông quan mới đem ra hai ông xử, ông viết sách thuốc với ông uống thuốc cho ba ông xử. Đấy là ông ba ổng bệnh đau bụng, trong sách thuốc để là đau bụng uống nhân sâm nè, thì ổng mới mua nhân sâm về cho ông già ổng uống đi. Ông thư lên quan cái là ông quan hỏi tại sao ông lại viết cái bài mà đau bụng uống nhân sâm. Cái ông mà viết sách thuốc là ổng biết, ổng là không, tôi là uống để là đau bụng uống nhân sâm hết trang, in quá trang sau thì tắc tử, có nghĩa là đau bụng uống nhân sâm thì chết. Mà ổng coi cái trang đầu tiên, ổng không có lật qua trang thứ hai, đau bụng uống nhân sâm, có thấy gì không, uống vô. Quý vị hiểu không? Đó, thấy không, cắt ghép nó y chang vậy đó. Quý vị không phải hết cái câu của người ta coi ra cái gì, còn đằng này đau bụng uống nhân sâm, thấy cái gì uống vô luôn, người ta để bên kia là thì tắc tử thì chết, vậy đó, hiểu không? Do đó mà ông quan ông lật qua trang cái lá gõ gạn ta viết lên này, ông này ông mới hết thừa đó. Nó là tại ông ẩu, ông phải đọc hết từ đầu tới đuôi chấm vết của người ta, ông coi ông nghiên cứu, ông uống như như không gặp cái là ông uống vô liền. Cho nên ở trên mạng lướt lướt cũng kiểu đó đó, cắt kiểu đó đó, quý vị không thấy rõ ràng, nhưng mà nhầm khi cũng không có rõ ràng. Rõ ràng là có đó, nhưng mà nhầm khi câu chuyện nó không phải là vậy. Quý vị hiểu không? Nó cắt hai ba chữ, ba bốn chữ thôi á thì là mình thua rồi, không? Ví dụ như á mình nói là người không tin tam bảo, cái nó cắt bỏ chữ người, nó để gõ ra mình nói là không tin tam bảo, cái nó để chữ tôi vô. Cái chữ người á nó cắt cái chữ tôi. Ví dụ thầy có xưng tôi nè, nó cắt cái chữ tôi, nó để trước cái chữ người đó bỏ đi, tôi không tin. Tại sao? Thầy thấy chưa, nó cắt nó làm gì, nó gõ ra mình nói luôn mà. Chứ đâu ai nói, mình phát biểu. Rõ ràng cái giọng của mình, hình ảnh của mình nói luôn. Vì thấy chưa? Cho nên á lướt lướt chơi cho vui thôi. Cho nên cô kia hay là thầy, thầy sáng con lướt qua Facebook với mà lướt mà Facebook Reel với mà lướt qua TikTok, tới giờ con hết muốn tu trên này, bây giờ hết muốn ăn chay luôn rồi, giờ muốn ngã mặn nó là trời ơi, thèm thịt thì nói đại đi chứ gì đâu mà lướt Facebook với lướt mà TikTok mà là hết ăn chay hết tu. Bây giờ ăn chay là lợi ích của riêng mình, tự mình phát tâm, có ai bắt mình ăn chay, có ai bắt không? Không, trong kinh Phật cũng không bắt mình ăn chay, hiểu không? Rồi bây giờ muốn ăn thì ăn, tại ăn nó có ý nghĩa của riêng mình thì mình ăn, không có là thôi. Đâu phải cái miếng ăn đắc đạo đâu, cái tâm mới đắc. Còn cái miếng ăn á là chẳng qua để nó hỗ trợ cho tâm mà thôi. Cái mặt này cũng vậy nè, đâu phải là mặc đồ gì mà đắc đạo đâu, mà cái tâm nó mới đắc. Cho nên á quý vị á, là vì những cái mà xung quanh, những cái tốt cái xấu ở đời mà mình đánh mất đi công đức, mất đi phước báo, mất đi cái tốt của chính bản thân mình, là mình mới là người bị thiệt hại đó, chứ không phải người ta người thiệt hại. Cho nên đó, cái người tu tập á quý vị, người ta không có quan trọng những cái xung quanh, kể đi chuyện đời nó xảy ra mà cái gì mà chả có, không? Cô Phật tử vừa sáng sớm 6 giờ sáng chạy lên chùa, thầy ơi thầy động trời, thầy ơi thầy động trời, tức là trời ơi cái gì mà động trời, giữa 6 giờ sáng mà mới 6 giờ sáng mà chạy lên động trời động đất, là trời ơi thầy ơi cái chuyện động trời. Thầy hỏi gì đâu, nói là nghe cái gì mà động trời dữ dội gì, là trời ơi sáng sớm con mới răng đi mua bánh mì sáng ở đầu đường á, thấy nha cái ông kia ông chở vợ bé, chở qua ngang mặt bà vợ lớn, nhìn thấy bà vợ lớn nín thinh, trời ơi con nói gì con tức mà tức mà tức mà máu ói máu,
Cái thầy hỏi á, là cái bà vợ lớn với bà vợ bé với ông chồng đó có liên quan gì không? Là ở sớm mà, không liên quan. Tức cái chỗ á, là bà vợ lớn thấy ông chồng chở bà vợ bé đi ngang mà nín thinh. Đáng lẽ mình phải chạy ra là mình áp xô vô liền chứ là sao mình nín thinh. Trời ơi, cái chuyện người ta, ta không áp xô, mà cái chuyện mình á, là mình đi áp xô. Cái thầy mới hỏi tiếp, thầy mới nói là tại sao biết ông kia chở bà vợ bé? Là chở một người nữ ngồi sau. Là bộ người nữ nào ngồi sau xe là vợ bé hả? Là không, nó khác thầy ơi. Hỏi khác sao? Trời, ngồi sau xe mà ôm em ít. Kết luận vợ bé chứ bà không quen biết gì chứ á. À, mà bà vợ lớn nín thinh. Mấy bữa sau thầy mới gặp ông chồng đó, ông đi chùa. Cái thầy mới hỏi là bữa đó chở vợ bé đi ngang sao hàng xóm người ta đồng rum hết trơn vậy? Là trời ơi thầy sáng sớm con chạy ngang cái bà đầu đường bà đau bụng mà bà đi bệnh viện không có xe, con hốt bà lên con chạy con chở đi bệnh viện. Là trời, chở vợ bé dám chở ngang mặt ra bà vợ nó, trời ơi bà vợ con kêu con chở đó. Bà vợ hỏng kêu ổng chở dùng cái bàn sớm đi bệnh viện bà đau bụng nè, bệnh tay bà ôm bụng tay ôm eo ổng ngồi té sao. Ôm thiệt, bà ôm thiệt, là tại vì ta đau quá, ta ngồi không có vững. Ôm cái eo kia, mà chính bà vợ của ổng mới nhờ chở cái bà hàng xóm thôi. Bà tội nghiệp, bà đau bụng đi xuống bệnh viện gần đó đó. Chỉ có bao nhiêu thôi đó, mà bà kia bà nhìn thấy chạy ngang bà vợ lớn nín thinh. Trời ơi, còn bà tức, bà là chùa bà tức, bà là chuyện động trời. Cái chuyện động trời, mới thấy không, cái chuyện nó xảy ra. Cái chuyện nó không có gì chứ, người ta cứu người vậy thôi mà dám lập ra câu chuyện bà vợ bé. Phải mà bà quay lên TikTok một cái một là thấy rồi, rồi quay một cái ha. Chuyện ba người, một người đi với một người đi với nụ cười hát hiu rồi trời. Cái khổ ghê không. Mình á, thấy cái chuyện thế gian xung quanh mình thị phi, làm cho cái tâm mình á, nó xao động. Mà làm tâm mình xao động, mình mới sanh ra tâm thị phi. Và chính tâm đó là tâm phiền não, nó sẽ tạo nghiệp cho chính bản thân mình. Và chính cái tâm đó nếu mình nuôi lớn lên mà lỡ chết với tâm đó, cái một là nó đi tuốt xuống dưới luôn á. Đúng không? Khi người ta chết đi á, với cái tâm gì thì nó dẫn đi cảnh giới đó. Ví dụ với cái tâm cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, và trong tâm của mình á, lúc đó không có phiền não, mà chỉ có một lòng cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương A-di-đà thôi, gọi là nhất tâm bất loạn đó, thì được Đức Phật A-di-đà dùng tha lực phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nè quý vị, cho nên á, hàng ngày chúng ta niệm Phật, chúng ta phải luyện cái tâm. Luyện tâm gì? Thứ nhất là cái tâm niệm cầu giảng sanh. Thứ hai là cái tâm tu tập không cho phiền não nó khởi lên. Mà muốn không cho phiền não nó khởi lên á, phiền não khởi lên nó làm loạn tâm. Mà muốn không cho phiền não khởi lên á, thì đừng để ý những cái gì xung quanh, để ý chính mình thôi, đừng để ý gì xung quanh. Tại vì xung quanh là thị phi lắm. Cái gì mà liên quan tới mình thì hãy để ý thôi, không liên quan tới mình thôi quan hỷ. Kệ đi, cái chuyện này không liên quan tới tôi, cho nên á, mình quan hỷ đi. Còn cái chuyện gì liên quan tới mình, hoặc là cái chuyện gì mình có thể giúp đỡ được người ta thì mình để ý. Còn những việc không giúp đỡ người ta thôi mình đừng có để ý. Để làm chi? Cho tâm mình được bình an, cho lòng mình được bình an. Đâu có gì. Nên khi chưa tu á, thì người ta nói gì mình cũng giận cũng hờn. Khi tu rồi á quý vị, thì có cái giận cái hờn, có cái không. Rồi tu thêm một chút nữa đó, ai nói gì cũng không giận không hờn. Đó, quý vị thấy không? Đó người ta tu lần lần cái trình độ tu mình thấy được. Ví dụ ngày xưa mình cố chấp bắt chặt ta từng lời từng nói mà không có đồng ý gì với ai, chứ nó toàn là bực bội không à. Đó người ta ngồi, trời ơi cái gì mà ngồi tướng công vòng. Tướng ta ngồi những công vòng thì kệ người ta chứ, hiểu không? Đi tu mà còn tha son, tổ tu tha son được hả? Hiểu không? Đi chùa mà vẽ chân mày, bộ vẽ chân mày đi chùa không được hả? Hiểu không? Già còn duỗi tóc, không lẽ già duỗi tóc không được? Cái gì có nhiều người, người ta cái gì người ta cũng bực bội chứ á. Hiểu không? Con gái con lứa nói chuyện cười hả hả, không lẽ con trai cười hả hả, con gái không được cười hả hả? Quý vị hiểu không? Không có gì trên đời mình đồng ý chứ ha. Mà quý vị là bất như ý. Mà Hòa Thượng Thanh Tường ngài nói bất như ý là địa ngục đó. Còn người ta bất như ý là địa ngục. Cho nên mình nhìn cái gì mình cũng bực bội chứ ha. Không có cái gì hết trơn á. Cô Phật tử ra sao biết chùa thầy á, dậm chân bịch là trời ơi lúng đất tôi. Làm gì dữ vậy? Chùa mặc quần gích nát là trời ơi, ai mặc quần gích nát đi nên ta cho mấy bộ đồ kìa. Là không, nó tự cắt cái quần jean á, tự cắt
rách lủng lỗ. Vậy mà cổ gặp ở ngoài trước, lại gặp ngoài trước thì nói với người ta đi ra sao biết nhằn mấy cô biết mà đang bận rộn mà ra ngoài sao nhằn kêu ra đuổi nó về. Vì đi chùa mà mặc quần rách nát chứ. Ra đuổi về, nó trời ơi. Lại chùa người ta đuổi người ta đi chùa, bây giờ nó đi quậy với đi chùa mình chọn ở đâu nè. Thấy không? Nó mặc cái quần rách nát nó đi quậy với một mặc quần rách nát nó đi chùa nè. Nó đi chùa nó cũng hướng tâm thiện rồi. Mình lại nói nhỏ đi, lại con ơi con. Mai mốt con đi quậy thì con mặc quần này được, còn đi chùa thì con lấy áo chặn mặc vô. Nếu không có đổi được cái quần khác thì con lấy áo chặn mặc vô che lại, lên lại Phật, chứ cần con cũng để chống trước dột sau lên lại tội nghe. Vậy thôi thì nó biết, nhầm khi nó không biết, mấy nhỏ mấy em nhỏ không biết. Nhưng mà nó có tâm đi chùa thấy cũng ngon này, là cũng có tâm hướng thiện. Không ai đi chùa mà không có tâm hướng thiện, chứ không phải mà nói người thiện, mà tâm hướng thiện với người thiện nó khác nhau. Tâm ít ra ta cũng nghĩ tới Phật, ít ra ta cũng nghĩ tới cái nơi bình yên. Ta cũng nghĩ tới những điều thiện lành. Dần dần thì ta đi tới chùa, ở đâu mình đuổi người ta, biết không? Cho nên đó mình ra thôi, mình nói nhỏ đi, cũng như con cháu mình đi, mau nhỏ lại đây tao nói mày nghe nè. Này không? Đó. Chống trước dục sau này mày đi chỗ nào cũng được, nhưng đi vô chùa cũng phải lắp cho nó bít dán băng keo lại đi ha. Này đó, đó vậy thôi. Chứ mắc gì mà ra ngoài sao dậm bịch mà bực mà bội. Đuổi thì ra đuổi đi, rồi ngày xuống người ta đuổi. Nó là trời chứ không, người ta lại chùa đuổi người ta. Mà chùa cũng đâu phải là chùa của mình, đâu có dính dáng cổ cũng khách đi lại, chứ đâu phải là cổ người ở trong chùa. Dân dân quý vị thấy không? Tự nhiên mình phiền não ngang phiền não gì cái gì người ta mặc quần rách vậy thôi. Không có gì vậy đâu. Mình nên dễ dàng bị phiền não, mà quý vị biết phiền não nó làm cho mình đau khổ dữ lắm. Tại sao? Phiền não nó tạo nghiệp, nhất là phiền não ác. Cái tâm bực bội đó là phiền não ác đó, nó làm chúng ta tạo nghiệp ác. Thầy cảnh báo nha, là khi chết mà ngay chân cái tâm đó nó nổi lên cái là đọa địa ngục liền. Là tại vì khi chết tâm nào nó đọa cảnh giới đó. Cho nên tâm sân nó đọa cảnh giới địa ngục, tâm tham đọa cảnh giới ngạ quỷ, tâm không biết được nhân quả nghiệp báo của nhà Phật đó là đọa vào hàng súc sanh. Nè quý vị, cho nên á là tùy tâm gì mà nó đem đi cảnh giới đó, tâm mới dẫn đi cảnh giới được. Cho nên á người ta muốn không muốn đi cảnh giới nào ta đoạn tâm, còn ta muốn đi cảnh giới nào ta nuôi cái tâm đó. Ví dụ ta muốn lên trời, ta nuôi tâm thiền và tâm định, ta tu thiền định ta lên trời. Hoặc là nuôi tâm đại thiện, tâm đại thiện là ta phát tâm hộ trì tam bảo, người ta phát tâm á là giúp đỡ mọi người. Có vụ này nữa, có cô Phật tử cô nhắn ra thầy, ở thầy mai mốt thầy linh giảng con nói thầy này nè, hỏi nói gì thầy linh giảng, thầy đừng có nói cái chữ cúng dường nha, bây giờ người ta không thích cái chữ đó, đúng không? Vậy thầy hỏi không nói chữ cúng dường, nói chữ gì? Rồi cô Lan nói chữ hộ trì tam bảo, nên thầy mới thì nói hộ trì tam bảo không dám. Cổ nói là con chân thành góp ý thầy, thầy đừng nói chữ cúng dường, nói chữ hộ trì tam bảo. Là hộ trì tam bảo. Cũng cảm ơn, cũng thương thầy. Là giờ tao không khoái chữ đó, thấy không? Nên em lên em nói không khoái chữ đó, rồi nói chữ khác. Đi chán nè, đi chán. Giống hệt như là thầy đi ra phòng phát hành, cái thầy nói là cuốn kinh này bán nhiêu tiền cô? Cái cô mà bán cho đó đó, cô nói là cũng được Pháp Hoa là 35 ngàn. Trời ơi, cô kia lại nói thầy ở đây kinh bán, kinh không được nói bán, hiểu không? Không có được mua bán kinh, cho nên á là phải nói là thỉnh kinh nhiêu tiền. Cô nói vậy đó là thỉnh kinh nhiêu tiền, hiểu không? Thầy mới là trời ơi, thầy cũng quên ha, mô Phật. Thầy nói lại nha, thỉnh kinh này, cúng kinh này thỉnh nhiêu tiền cô? Cô là thỉnh 35 ngàn. Thầy là ủa, thầy nói bán với nói thỉnh, thầy cũng trả đúng 35. Thầy nói là kinh này bán nhiêu thầy cũng trả 35, mà kinh này thỉnh nhiêu thầy cũng trả 35, hiểu không? Nó y chang. Nhưng mà kinh là phải thỉnh chứ không được bán, hiểu không? Còn giờ không được nói cúng dường, mà nói là hộ trì tam bảo, nhớ nha, hộ trì tam bảo. Vậy đi. Rồi quý vị là hộ trì tam bảo có phước, là lo như vậy. Vậy đi. Còn bố thí thì được, không sao. Cho nên ta tùy lúc, tùy hoàn cảnh mà nói ra từ nào để người ta hài lòng. Bởi vì khi mà chúng ta nói nó không đúng không sai, mà nói làm cho người ta hài lòng là tốt. Rồi quý vị hiểu không? Cái từ đó người ta dị ứng, mình nói từ khác cũng y chang vậy. Ví dụ như nói từ ngu người ta không chịu,
mình nói là không được khôn. À, không được khôn là ta ô được được mà nói ngu nó quýnh mình liền. Không, vậy đó gặp ai không không được khôn nha, hiểu không? Nói là trời ơi xấu quá là nó quýnh mình liền, mà nói không được tốt được, à, không đẹp lắm được là xấu đó. Chưa? Nên là gặp ai mình chê xấu đừng có chê xấu, người ta bực lắm, nói là à, không có đẹp lắm, có chữ đẹp là được, hiểu chưa, mà không được đẹp lắm vậy vậy thôi. Bởi vì cho nên á, có nhiều người á làm ta bị chấp những cái bên ngoài đó. Cái mình hỏi tại sao người ta chấp, không có sao hết á, là tại vì người ta chưa có tu tới thôi à. Người ta tu tới người ta hết chấp mà. Còn ta không tu người ta chấp, người ta tu chưa tới người ta chấp. Còn mình chấp mình cũng tu chưa tới, hoặc là mình không tu. À, cho nên người ta tu người ta xả được thì người ta không có chấp, còn mình chưa xả được người ta không chấp. Đó là chuyện bình thường. Cho nên á, cái người này nói người kia nói người nọ, hoặc không đồng ý cái này, không đồng ý cái kia cũng là chuyện bình thường. Là tại vì người ta không có tu, hoặc là người ta tu chưa tới, hiểu không? Chứ nếu người ta có tu, người ta có tu tới á, thì chắc là người ta cũng không chấp, người ta cũng không bực bội tùm lum đâu. À, quý vị ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha mà. Cho nên á, nếu mà mình á là một cái hiền nhân à, thì mình rộng tình thứ tha rồi. Nhưng mà mình đâu phải hiền nhân đâu, cho nên á, mình không có tha thứ cho ai được hết đó quý vị. Nên á, mình tạo ra nhiều cái lỗi lầm từ ở phía trong tâm mình, nên mình không được bình an là ở chỗ đó đó. Cho nên những người khôn á, người ta tu tập thứ nhất là tu để cho được bình an. Cảnh ai làm đi, mình an là được rồi. Mạng là của mình, phước là của mình, công đức là của mình, con đường tu tập là của mình, còn tất cả xung quanh là chuyện của thiên hạ. Nhớ như vậy đi, nhớ không? Giống như tờ báo đăng đó, ở nước ngoài đi cướp ngân hàng cầm súng vô, vô chĩa vô mấy theo lơ trong ngân hàng, chĩa vô súng vô. Tiền là của chính phủ, mạng là của mày. Nói câu đó đầu tiên nói cướp ngân hàng. Cướp ngân hàng. Tiền là của chính phủ, mạng là của mày. Nó nói đầu tiên để cho đừng có chống cự. Mày đưa tiền là tiền của chính phủ, đâu phải tiền của mày. À, mà mạng là mạng của mày, mày chống là mày chết mạng của mày. Nên nó bới đầu vô, nó bắn cái tùng cái là tiền là của chính phủ, mạng là của mày. Bây giờ mình à, cũng cái ý vậy đó. Mình là phước là của mình, à, sự an ổn là của mình, mạng là của mình, công đức là của mình, còn tất cả xung quanh là chuyện của thiên hạ. Mà vì cái chuyện thiên hạ mà đánh mất cái đẹp của mình, cái tốt của mình, là không phải là mình là người khôn mấy đâu, hiểu không? À, không phải là người khôn lắm đâu, hiểu không? Nghĩ kỹ đi rồi quyết định. Mình nghĩ kỹ đi quyết định. Bây giờ ví dụ nghe, cái chuyện mà mặc cái quần mà lủng lủng nãy là chuyện của người ta, à, mà vô nãy giờ ôm cái tâm sân hận. Ôm sân hận, tâm sân hận là tâm địa ngục đấy, là đau khổ. Vì cái chuyện của người ta mà mình đau khổ, mình thấy mình có phải xứng đáng là người con Phật không? Mình có xứng đáng là người tu tập không? Và mình có xứng đáng là một vật trí tuệ không? Bây giờ vì cái chuyện của người ta. Đi chùa đầu năm này cũng vậy nè. Cái cô Phật tử, cái chùa gì mà sơn cái màu trắng tát đó, trời trời. Vô cái chùa đó đi ra rồi là ngồi lên xe nhằn miết luôn. Là cái chùa sơn cái màu coi không được. Cái chùa người ta là màu vàng, màu gì bị sơn cái màu trắng tát. Có nhiều nó nói hoài ha. Tại là cái chùa người ta trắng tát thì nó không sao. Nhưng mà cái tâm sân si với cái trắng tát nó có sao đó, hiểu không? Cái chùa trắng tát cũng có đoàn này đoàn kia ta ghé gần gần đó, có sao đâu. Nhưng mà mình sân si với cái màu chùa trắng tát đó, mình bị đọ đó, chết mà nghe chân cái đó chết mà. Nhầm khi vừa chết cái ai ghét ghét mình đó, đưa cái tấm hình mà cái chùa đó lên, cái là mình đi với cái tâm đó luôn á, hiểu chưa? Nó ghét ghét đâu cần đánh đập gì đâu, hiểu không? Khi gần trước khi chết đó, nó đem cái hình nào mà mình dị ứng nhất á. Ví dụ như mình ghen nhiều ha, trước khi chết đưa hình vợ bé lên cái nổi ghen đi cái một đọa địa ngục, phải không? Đó người ta ghét, người ta không cần đánh cái gì, ta đánh nhân quả thì cũng đủ chết, hiểu chưa? Đó, mình ghét cái gì là nó đưa cái mặt đó ra, là mình ngước cái đi, hước cái đi luôn. Và với cái tâm gì, tâm sân si, mình ghét tâm sân si rồi, cho nên thù quán đừng có đánh đập gì chứ, có ghét cái gì,
không? Trước lúc mà tắt hơi dơ lên cái một rồi đi luôn đi. Đâu mình đâu có phạm gì đâu. Me me đó, trước lúc đó dơ lên cái rồi, hiểu chưa? Nhưng mà quý vị mình có tu, nó biết mình ghét ha. Ví dụ như á, ghét cái ông đó đi. Trước khi chết, ta dơ hình ông đó lên, nhưng mình có tu, mình là thôi, tôi tha cho ổng rồi, bây giờ dơ lên cũng như không mà. Dơ lên còn ngon đó, mình khởi lòng từ bi. Gặp ổng khởi lòng từ bi, gặp ổng khởi lòng từ bi. Lúc này nó dơ lên, nó tính mình cho mình bị đọ không? Dơ lên mình khởi tâm từ bi, lên túc cõi trời. Chính là cái ông mình ghét, nhưng mà ông tha rồi, mình tha rồi. À, ghét là hồi xưa kìa, hồi thuở ấy kìa. Còn bây giờ là tám tu rồi, tám phát tâm Bồ Tát, tám tha hết trơn rồi, đầy lòng từ bi thương yêu tha thứ chúng sanh rồi, chấp luôn, dở lên chụp cái hình của ông cũng như không. Là ông nào? Là ông chồng theo vợ bé đó chứ ông nào? Ông đó đó, hiểu chưa? Ai mà có chồng theo vợ bé ha, mà ghét ghét một cái một là trước khi ngáp đưa hình ông chồng lên cái là xong liền, là cái là đi tuốt dưới liền đó, hay không? Nhưng mà nếu mà người ta phát tâm Bồ Tát tu tập thương yêu tha thứ khoan dung độ lượng cho chúng sanh, chấp luôn dở lên cái một Bồ Tát thương yêu chúng sanh, khởi tâm thương yêu chúng sanh kệ, hiểu không? Có vợ lo không nổi, ổng hai vợ cho ổng bòm luôn, đi không nổi luôn, hiểu không? Cho nên á, mình khởi tâm thương ổng, cái tự nhiên tâm thương yêu cái lên. Cho nên cái tâm mới là cái quan trọng. Đừng có vì những cái chuyện xung quanh của thiên hạ tốt xấu mà mình đánh mất đi những phước báo công đức, những cái lòng tốt, những cái tâm tốt, dự định thiên hướng của mình. Dại dữ lắm, hiểu không? Đó không phải là người bậc trí tuệ đâu. Cho nên người tu tập không phải là khó, mà người ta tu tập ta biết cách giữ cái tâm của mình. Đừng có gì sai đúng của thế gian. Thế gian không có sai đúng đâu quý vị. Mình thấy đúng nhầm khi nó sai, mà nhìn mình thấy sai nhầm khi nó đúng. Cũng biết sao nói được á, tại vì thế gian mình thấy có một mặt thôi, thấy có chút xíu đó thôi, mình không thể kết luận được. Ví dụ như á, người ta đưa lên một hình ảnh xấu của một người đó, mình bực mình ghét, mình muốn đập vô mặt cái người đó. Nhưng mà mình không biết rằng cái người đó người ta làm cả trăm cái việc tốt, mà đưa có một việc xấu lên tự nhiên mình kết luận là người đó là người xấu chưa chắc đâu à nha. Nhầm khi á, người ta làm nhiều tốt, mà nhầm khi ma xui quỷ khiến người ta làm việc xấu. Trên đời này đâu phải làm tốt hết đâu. Mình nè cũng có làm tốt hết đâu, đúng không? Có một chú ba, ông với An Giang đó. Cái ổng có một cháu cũng tu. Nó đi hàng xóm, nó nghe mấy bà hàng xóm nói xấu ổng. Trong gì là chú ba. Trời ơi, mấy bà ở dưới nói xấu chú nát cái gì, hỏi nói xấu gì. Nó kể ra 1, 2, 3, 4, 5, 6 điều chứ. Ổng cười hả. Ông nói trời ơi. Cháu nói là trời ơi, sao mà con người ta nói xấu chú cười. Ổng la hên quá. Ông hỏi là sao hên chú? Ổng la tao á xấu tới cả trăm chuyện lận mấy bả biết có 6 chuyện à. Hiểu không? Còn lại 94 chuyện mấy bả không biết. Cho nên hên quá hên. Bà nói có 6 chuyện à. Cho nên ai nói xấu mình cười vô mặt người ta. Cười cái gì? Tôi xấu nhiều hơn mà nói chút xíu à, biết có chút xíu mình cười chỗ là biết có chút xíu cũng nói, hiểu không? Mình xấu nhiều hơn nhiều mình mới biết, hiểu không? Còn ta đâu có biết hết cái xấu của mình đâu. Thiệt ra nhỏ lớn làm xấu nát chứ, nhầm khi cũng đang làm đó, hiểu không? Mà ta đâu biết hết nên ta nói xấu là những cái gì người ta biết, mà cái gì ta biết chẳng qua là cái bề nổi trên tảng băng thôi. Còn cái bề chìm ở dưới nó mới nhiều, mình mới biết nhiều nè. Bởi vì mấy người đi coi bói là tự gạt mình, gạt người đó. Mình biết mình nhiều nhất nè, đợi thầy bói nói à. Hiểu không? Mình biết mình nhiều nhất nè, đợi thầy bói nói à. Trời, thầy bói nói đúng thì 1000 cái mình biết, thầy bói nói 3-4 cái, ổng biết có 3-4 cái à. Ông nói gì trời ơi, mà khen thầy bói, khen mình nè. Khen mình mới là giữ nè, thầy này mới giữ nè, cái gì cũng biết chân nè, xấu tốt gì cũng biết chân, cái gì mình làm gì mình không biết sao được. Hiểu không? Cho nên á, mình đi gạt mình đi coi thầy bói không có biết cái gì mình đâu, lâu lâu nói chúng thì trời ơi mình quá trời khen hay. Tôi mới nói chúng hết nè. À, mình ngồi mình kể tội mình ra đi mà không sót tội cho coi. À, ngồi về lấy viết cái sổ đen, cái sổ đỏ đi. À, hiểu không? Đó, cái sổ đen á kể tội, cái sổ đỏ kể công đức vô, làm phước, làm lành gì đó. Hiểu không? Hộ trì tam bảo gì đó để vô. Còn cái sổ đen á ghi tội. Này cái nói dốc nói láo, năm heo thuốc chó đi chồng vợ người ta gì đó này nọ ha, rượu quậy sao đó mà ghi vô cho nó lừa đảo người ta, nó mượn tiền trả rồi ha. Ghi vô đó, để
sạch nhách chứ không còn tội lỗi tội lớn gì mình ghi trơn đi, ghi ngồi nhớ, ghi ngồi nhớ, ghi ngồi nhớ, ghi ghi trơn đi quý vị, coi nguyên cái cuốn sổ đen mà nó dày đây, ghi bích hết trơn mà ghi phong nhỏ nhỏ rồi phong chữ chừng 8-9 rồi chứ phong 12 ghi không hết, không nhỏ 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 vô thôi. Còn mà cái sổ đỏ, sổ vàng, sổ hồng á là ghi những chuyện phước báo công đức mình á muốn ghi mà bóp chán mà không nhớ nổi, có làm đâu nhớ. Phước báo công đức đó chỉ còn có ghi thôi, có đi chùa Tân Khánh ngày nào tu rồi ha, ngày đó được ha, đi phóng sanh gì đó một buổi hay không, rồi có cúng dường, có hộ trì tam bảo ha, đó mà vô khổ ghê luôn đó. Ghi vô à, rồi có bố thí gì cho ai đó chục ký gạo gì đó ghi vô, hiểu không, rồi mình có nói giúp ai một lời đó ghi vô đó. Mà trời ơi, mà ghi từ sáng tới chiều mà phong chữ nào nấy, ba lớn lớn phong mập mập không mà ghi cũng không đầy cái trang giấy nữa. Còn mà tội nó ghi kích mít hết trơn, mình mới biết hết nè, nó thật là mình biết mình hơn tất cả mọi người biết mình, tin không? Mà tại vì người ta muốn gạt mình á, gạt chính mình á, mình biết mình xấu ai khen đẹp khoái, nhìn là mình biết mình xấu thôi, nhưng mà ai khen đẹp khoái nè quý vị. Thậm chí mình già lớn tuổi à, răng cỏ rồi không còn nhăn nhéo chứ, người ta trời cái này đẹp già quá hay cũng khoái nữa. Già mà đẹp cái gì mà đẹp, già đẹp gì nổi đẹp, mà người ta nói đẹp già cũng khoái nữa, biết không, mình tự gạt mình thôi à. Cho nên cái người mà người ta tu tập á có sao chịu vậy hả à, kể đi à, ai mà không già, ai mà không bệnh à, ai mà không bị này không bị kia. Cái thân con người mà quý vị càng lớn tuổi chừng nào bệnh nát chứ, nhằm khi uống thuốc nhiều hơn cơm đó, bệnh nát chứ à. Tại vì cái xe chạy lâu ngày nó rơ nè. Một lần thầy cho có một chiếc xe đạp mới mua về chạy ngon lắm, trời ơi chạy bay 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 tới chừng nó hư, tới nó xúc sên, nó chật chó rồi đó, nó lỏng căm, nó gãy đùm, nó nội mà cái bánh nó lủng thôi mà giá nát hết trơn đó. Càng cũ nó càng hư, càng hư nó càng cũ, mà càng cũ nó càng hư. Nó giá nát, sửa hoài sửa hoài sửa hoài, mà đi học mà cái tay toàn nhớt không à, lấy cục đá đập con chó, đập cụp 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 vô nó vô con chó, chạy tiếp hồi xích con chó ra đập cụp 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 vô rồi nó xúc sên quấn lên. Có cái thời đó nhớ không, có ai nhớ cái thời đó không, cái thời mà chạy xe đạp mà sên trời ơi ta toàn là nhớt không ở trên tay à, đi vô lớp học tay chân còn nhớt không. Mình cái thân mình cũng vậy đó, hiểu không, mấy cái xe này cũng cũ lắm mình ha. Đó nhìn vô là biết cũ, nó nhăn rồi ha, rồi răng rụng ha, mắt mờ ha, tóc bạc ha, rơ đầu gối rồi nó đi không nổi rồi ha, đau lưng rồi ha, rồi viêm gan rồi ha, tiểu đường rồi lên máu rồi ha, tóc bạc rồi ha, rồi tàn nhang rồi đó, bắt đầu nó rơ đó, nó rơ, nó sứt đùm sứt sên lỏng bít tông bể bạc đạn rồi ha. Đó cho nên đừng có buồn à, bệnh đâu chị đó à, món nào thay được thay, món nào bảo dưỡng được bảo dưỡng, phục nhúng nào phục hồi được phục hồi à, vậy thôi. Chứ còn mà làm sao mà nó ngon lành à, được. Mới cái bữa trước cách đây 2-3 ngày là thầy khám bệnh ông kia, ông Phật tử 73 tuổi rồi, ông là thầy ơi thầy cấp này yếu quá, thầy làm sao á cho con á là mạnh lên ơi. Là mạnh làm gì, đi dắt lúa hả gì à, mạnh ổng lên bây giờ á là à, cho con nó làm đi chứ là làm mạnh chi, không cái chuyện gì thôi cho con cái nó làm đi, thằng mình đến tuổi ở không này. Ổng nói không phải, ổng nói sức mạnh á, sức mạnh là cái gì, sức mạnh già 73 tuổi sức mạnh gì nữa, thì cho uống thuốc này nọ vô à, rồi đừng có làm lao động đồ nhiều nữa. Ổng nói không phải sức mạnh á. Ông nói hồi thầy cũng hiểu ông nói cái gì, hiểu không, ra thôi 73 tuổi tu đi đừng có mạnh nữa, hiểu không. Ông nói cỡ 5 lần thầy mới hiểu ông nói cái gì đó, hiểu không. Chứ mà giờ thầy lặp lại nhầm khi mình cũng không hiểu luôn á. Ông nói cái gì không mình không hiểu, nói cái gì thì là thôi là chuyện nặng chuyện nhọc gì thế thì cho con cái nó làm đi. Ông nói không phải sức mạnh á, ông công tay ông là sức mạnh ông nói. Thầy mới hồi thầy cũng hiểu ra điều gì đó, thầy nói là thôi lớn rồi 73 tuổi tu đi khỏi mạnh đi. Yếu yếu đi tu cho dễ, bởi vì khổ ghê luôn. Bữa lâu lâu có ông mà chị bệnh mà mình hết biết đường chạy luôn. Cái xe nó cũ rồi, nó rơ rồi, thấy không à, đùm rồi sên nó lỏng rồi bạc đạn nó bể, bích tông nó hư rồi gãy cốt rồi,
con đường nào đâu nữa là chạy, hiểu không? Cái nước này có môn mà đem viện bảo tàng thôi, nên tu đi thôi, lớn tuổi vậy quý vị, nó khỏe cũng không khỏe như mọi lần được đâu, nó không có mạnh mạnh như mọi lần được đâu, nó đại loại là vậy đó. Tay chân mình yếu, nhầm khi cảm, rồi nhầm khi bệnh, rồi tùm lum á trong người chứ. Cho nên á, mình đừng có buồn vì bệnh á quý vị. Có nhiều người đây, trời ơi, hồi tháng trước khỏe ru à, mới còn tháng trời nằm liệt luôn. Đó rồi, ngày một nó cũng nằm chứ đừng có nói ta. Là tháng trước khỏe ru, đi bay đi nhậu được nữa. Mà bây giờ tới có một tháng sau mà nằm mà ngáp luôn. Là trời ơi. Ngày thôi chứ đừng nói tháng cảm cái đó vô nằm giở tay giở chân không lên, đừng có nói tháng trước qua tháng sau. Quý vị thấy không? Mới thấy đây, mới thấy đây, mới thấy đó. Dụ mới thấy đó để đọc trong là kinh sách của nhà Phật chứ. Mới thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không. Nên quý vị thấy cái cõi mình nó cũng vui, cái này cái kia nó cũng vui, nhưng mà nó không vui hoài. Vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Cho nên ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, không phải là cầu giảng sanh để mình được cái gì, nhưng mà cầu giảng sanh sau khi bỏ cái thân này quý vị, chứ không phải là cầu giảng sanh bây giờ, mà cầu giảng sanh sau khi bỏ thân này theo nghiệp. Còn bây giờ là mình tu, tu cái gì? Tu để làm thánh. Nhưng mà biết làm được rồi đó, giảng sanh tu tiếp, về đó tu tiếp. Nên sớm sớm chiều chiều á quý vị, chúng ta ở trong gia đình, Đức Phật dạy á là mình á phải buông bỏ nhiều chừng nào á thì tu tốt nhiều chừng đó. Đấy không quý vị? Buông bỏ là tu tập, là buông bỏ trong tâm. Còn hoàn cảnh thì tùy duyên, chứ không phải là Đức Phật kêu tu buông bỏ hoàn cảnh đâu. Có nhiều người không biết. Cái cô Phật tử bên Mỹ quý vị, cổ quy y, không biết quy y đâu á, quy vừa xong bán luôn ba cái tiệm, đã có ba cái nhà làm tiệm á, tiệm nhà đó đại loại là bán ba cái, bán sạch bách chân vậy. Là xả chuyến này, xả tu đắc trong kiếp này luôn, tu nhất kiếp ngộ nhất thời luôn, đắc luôn, xả bỏ đắc. Trời ơi, mà cổ bán nhà xong xuôi hết rồi ha, chỗ xài thời gian mấy năm sạch còn đồng bạc nữa chứ, đi ra mướn nhà ở. Rồi đâu có tiệm đâu làm, phải đi làm thuê cho người ta. Rồi không có tiền xài, túng tiền. Rồi bắt đầu mới bẩn chật lên, bắt đầu mới phiền não lên, đâu có tu hành gì được đâu. Rồi mấy đứa con á, nó tháng quán, nó lên nhà cửa có nguồn lành mấy cái không để. Bây giờ bán hết mấy đứa không có, đi ra nhà thuê, nhà mướn là ở. Rồi không có vốn, không có liếng vậy chân. Mà mỗi lần tiệm làm ăn ngon vậy đó, quý vị tự ngang nhiên phát tâm tu bỏ chứ. Ở đây cái Đức Phật nào có vụ mà dạy mà bỏ nhà, bán nhà. Quý vị, Đức Phật dạy là bỏ là đừng có chấp ở trong lòng. Ngày xưa hận người ta thôi bỏ đi, đừng hận nữa. Ngày xưa buồn phiền người ta, giờ bỏ đi, đừng có buồn phiền nữa. Ngày xưa sân si, bỏ đi, đừng có sân si nữa. Hiểu chưa? Ngày xưa tham lam, giờ thôi bỏ đi, đừng có tham lam nữa. Ngày xưa là nói xấu nói tốt thị phi, giờ thôi đừng nói xấu nói tốt thị phi nữa. Cái đó mới gọi là bỏ đó. Quý vị, trong nhà Phật như là bỏ những cái xấu ác. Chứ ai kêu mình bỏ tiền, bỏ bạc, bỏ nhà hồi nào? Bỏ tiền lấy gì xài, bỏ nhà lấy gì ở? Bỏ tiệm á, lấy tiền đâu còn sống? Quý vị hiểu không? Người ta nghĩ là bỏ chừng. Nên có nhiều người dữ lắm, quý vị thầy thấy nhiều người lắm. Bỏ cái một bỏ luôn, nghỉ đi làm luôn. Đó, quý vị làm ngon, tháng 15 triệu nghỉ làm luôn. Nghỉ làm lấy gì ăn, thiếu nợ, cặp đất ăn hả? Đó, quý vị, thực ra mình là người cư sĩ tại gia thì làm đúng với người cư sĩ, nhưng mà mình làm thiện. Quý vị hiểu không? Mình là người cư sĩ tại gia tuy bận rộn, nhưng tu trong bận rộn, cái người đó mới là người khôn. Chứ còn nhầm khi mình tính đâu mình rảnh mình tu. Rồi có nhiều người nói thầy lắm, thầy khi nào còn rảnh là con quyết chí tu à nghe. Là sao bây giờ không tu, là bận quá không tu à, quý vị. Thầy nói là mấy người rảnh thầy thấy đi uống cà phê với đi nhậu không đâu thấy tu đâu. Hiểu không? Cái người nào phát tâm tu người ta mới tu. Cái người nào muốn tu á thì người ta dùng mọi hoàn cảnh để tu. Còn cái người nào không muốn tu á là dùng mọi lý lẽ để không tu quý vị. Giống như mình để ý những người thân xung quanh mình nè. Nếu người ta muốn làm á thì cỡ nào người ta cũng làm được. Người ta không muốn làm, người ta viện đủ lý do quý vị tin không? Bây giờ nói với ông chồng,
sao năm nay sinh nhật tôi không thấy tặng gì chứ. Nó trời bận quá bà ơi, tôi bận quá, công việc này nọ, hợp đồng hợp điếc nó tùm lum hết trơn á. Thấy không, không nhớ sinh nhật vợ mà cũng chẳng tặng quà luôn. Nhớ mà hồi mới cưới hoặc hồi mới yêu nhau đó nó, trời ơi ngày 8 tháng 3, 20 tháng 10 rồi sinh nhật happy birthday rồi, tặng hết cái gì cũng tặng trơn á. Còn ngày nay không nhớ luôn tới ngày lấy gì tặng. Rồi nói tới cái một là bận, nói tới bận ta diễn lý do. Nếu mà người ta muốn á quý vị, cái gì người ta làm cũng được chứ quý vị tin không? Muốn á cái ngày sinh nhật bận ta tặng trước ngày. Ta muốn ta tặng trước luôn. Đó, ta đặt luôn. Nói điện thoại alo qua đem tới chỗ luôn, qua lan không? Đúng không? Đó, đem tới chỗ luôn. Quà hả, Shopee thì nó gói cái gói mày gửi cho tao là nó gửi cái sẹt cái tới luôn. Mình bận ngày đó, tổ chức ngày khác thì người ta cũng vui. Ông bận thật mà ông đi họp công ty à, vì thôi trễ ngày được ha, bữa nay nhân sinh nhật bà nè, tôi bận nè, tôi không có tổ chức được, ngày mai tôi rảnh về mình tổ chức muộn ngày nghe. Đó tao muốn tao làm hết vui hơn, quý vị vui không? Sao không vui, người ta lo chuyện gia đình, người ta lo luôn chuyện đó chứ ai bắt cái ngày đó hồi nào, thấy không? Còn nếu mà người đúng cái ngày đó nữa thì trước khi đi làm nhắn tin, sau khi đi làm về bưng nguyên bánh sinh nhật về 11 giờ khuya cũng bưng. Thấy không, ta muốn rồi á quý vị, cái bánh sinh nhật nè, còn thêm 2-3 cây vàng, thấy cái đọp cái mà không cười tích mắt sao, hiểu không? Chứ còn mà để nói bận bận rộn rộn gì, bởi vì cái người nào ta không muốn ta diện đủ lý do, mà người ta muốn rồi thì người ta sắp xếp được hết trơn á quý vị, thì đi tu cũng vậy thôi à, hiểu không? Muốn tu người ta sắp xếp ngày giờ sao người ta tu được hết. Còn không muốn tu cái nói ơi, cháu con chưa có tốt nghiệp đại học, chừng nào tốt nghiệp đại học con tu ha. Đó. Cấp này á, còn 3 dây hụi đóng chết. Hụi chết đóng chưa xong, chừng nào đóng dây hụi chết này con tu. Trời ơi trả hết 3 dây hụi này, nó chết thêm 6 dây tiếp thì lấy sao tu, hiểu không? Thì vừa trả hội vừa tu có làm sao, cháu đi học mình tu có làm sao. Đó, quý vị tu là mình hướng thượng, tu là mình hướng về Phật, tu mình niệm Phật, mình sửa tâm sửa tánh, làm lương thiện ở trong cuộc đời là tu, chứ còn gì nữa quý vị. Người ta tính tu á là rảnh rang hay ta lên rừng lên núi lên am lên cốc gì đó ta ngồi đó tu. Quý vị rảnh đi rồi vô đó ngồi có tu không, hay là vô đó ngồi toàn là quẹt điện thoại không á, chứ tu gì, không có tâm tu lấy gì tu, đâu phải là rảnh là tu. À, đâu phải có tiền là tu, có nhiều người nói là tôi nghèo quá tôi tu không được. Quá vậy. Trời ơi, tu không có nghèo giàu chứ có tâm tu là tu được à, chứ có mấy người giàu có tu đâu. Có hiểu không? Cho nên đừng có bao giờ đợi thời gian, đừng có bao giờ diễn lý do, đừng bao giờ diễn cái hoàn cảnh. Nó không có đợi được mình đâu. Bữa nay ngồi đây chứ ngày mai biết có ngồi nữa không? Hay là nằm là úp lòng oxy. Hiểu không? Ai biết được, thầy chù không à, ai chù chi, cái đó là sự thật chứ chù gì chù, hiểu không? Tới là đi, tới là đi, à, người đi trước kẻ đi sau, trước sau gì cũng chết, à trước sau gì cũng chỉ là khói mây. À, cho nên ta hiểu được vậy quá vậy, sống trong cuộc sống đầy tình thương yêu, tình thương mến thương với nhau. À, sống trong cuộc sống đầy tình thương yêu, tình thương mến thương. À, rồi á, làm ta tu tập, ta dành thời gian từng giờ từng phút ta tu tập, có thể ta niệm Phật, có thể chánh niệm tỉnh giác, có thể giữ giới, tất cả đó đều là tu đó. Biết không? Giữ giới cũng là tu, niệm Phật cũng là tu, à, làm thiện cũng là tu, tụng kinh cũng là tu, đi chùa à, tham gia các cái đạo tràng tu tập cũng là tu, đi phóng sanh đầy lòng từ bi, khởi tâm từ bi thương yêu cũng là tu. Tu là gì? Tu là sửa cái tâm của mình. Sửa tâm gì? Sửa tâm phàm phu, sửa tâm xấu ác, sửa chính cái tâm phiền não mà nó tạo cho mình nghiệp chướng, chính cái tâm đó nó dẫn mình đi cảnh giới không an lành đó, mình sửa cái tâm đó đó. Cho nên nhiều cái công hạnh khác nhau để sửa, trong đó có một pháp tu. Ví dụ như pháp tu của mình là pháp tu niệm Phật, thì xung quanh pháp tu niệm Phật đó thì mình sửa ở trên nền tảng đó, trong đầu mình sửa 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 sửa. À, hằng ngày nè, không nói lỡ một câu nói bậy gì mới vừa mở miệng ra cái đóng nó lợi liền. À, mở lỡ nghĩ bậy gì cái sám hối liền. Ví dụ như đó, mình đó là phải gọi là kỷ luật với bản thân mình. Có nghĩa là mình á dễ với mọi người nhưng mà răn đe với bản thân là tu đúng. Còn mà mình dễ với mình mà răn đe mọi người đó, cái đó là đời dữ lắm đó. Cái người đời á dễ dãi chính bản thân mình, chiều chuộng chính bản thân mình mà răn đe với tất cả những người xung quanh, khó khăn với người ta. Tu làm ngược lại, dễ hết tất cả mọi người xung quanh mà răn đe với chính một bản thân mình thôi.
Người đó là người tu thiện, người tu xỉn đó. Người tu xỉn là răng đe với chính bản thân mình, từng ly từng chút mày làm bay cái là ta đập mày liền, làm bay cái ta đập mày liền. À, đó là răng đe với chính bản thân mình, nhưng đối với người xung quanh đầy từ lòng từ bi hỷ xả thương yêu dễ ẹt luôn. Người tu tập đó quá dễ luôn. Ở dưới thầy có cái ông kia, ông xưa ông cũng đi làm việc, cái về ông tu tại gia, ông có trồng cái vườn xoài rồi cốc gì tùm lum la chứ nghe. Cái mấy đứa nhỏ nó vô, đứa học sinh nó vô, nó leo rào nó vô, nó bẻ xài bẻ cốc của ông, âm. Ông chạy ra, ông lấy cây thước ở nhà, cây thước đo, thước mét đó, làm bằng cây á. Ông để đo đồ đó này nó, ông lấy ra, ông cầm ra, ông rước nó. Cái có thằng ở trong đó, có thằng em trong đó, nó nói là: "Gửi bay ơi, đừng có sợ ông rước, cấp này ông tu à, ông hù chứ ông không có đánh đâu." Nó nói vậy đó. Ông nghe nó nói vậy, cái ông quay vô thôi, mày muốn bẻ gì mày bẻ đi, ông quay vô, ông ngồi, ông niệm Phật. Là thằng nhỏ này nó cũng khôn ghê, ổng rượt ra tới ở ngoài, nó chạy ào ào ngoài đó, nó quay lại nói: "Ổng tu rồi, ổng rượt thôi, ổng không có đánh đâu, sợ, mấy bạn cứ bẻ đi." Ổng nghe nó nói, quay vô ngồi lần chuỗi niệm luôn: "Thôi tụi bay muốn lấy gì tụi bay lấy." Nghe yeah, cũng tiếu mà là câu chuyện thiệt luôn, ở gần nhà thầy á. Ổng tu vậy đó. Nên á, ổng nghe tụi nó nói vậy, cái từ đó ổng hiền với mọi người xung quanh. Bởi vì nhầm khi người ta nghe, người ta nói một câu thôi, người ta nhìn lại chính mình á. Ổng hiền, ổng dễ ẹt cho rồi ơi, hồi xưa đừng có nói, ổng thực lên là rồi. Còn hơn ông già Ba Tri. Bắt nhặt từng chút. Đi đứng nằm ngồi của người ta đó. Bắt đầu mình bắt người ta, bắt bẻ người ta đó. Nói một câu nói lời, hiểu không? Có ai nhà không xin mấy trái ớt coi. Bắt đầu ra bẻ anh á, nói chuyện không đầu không đuôi này nọ ha. Ta bắt nhặt từng lời từng chữ gì đó, cái gì làm khó khăn người xung quanh dữ lắm. Cho nên người nào khó khăn người xung quanh là người phiền não dữ lắm. Cái người nào khó khăn với chính mình, người đó mới không có phiền não. Người dễ với người xung quanh, người đó không phiền não. Người khó khăn chính mình tu mà mình càng gắt, mình càng khó chính mình. Mình nghiêm khắc cho nó, mình phạt nó. Mình phạt nó là mình bắt nó quỳ hương á, thấy không? Cho nên thầy đi về ở dưới Cần Thơ á, thầy có thăm một cái ông bạn, ông tu tại gia thôi, nhưng mà ông cạo tóc, mà ông tu tại gia, ông tự cạo thôi, ông không có xuất gia ai, ông cạo giống người tu, ông ở tại gia nhà ông tu, rồi lại tính ghé thăm ông, rồi ghé vô nghe chót như cái cây đánh ông cây trúc á. Mình mới hé cửa nhìn cái ổng quýnh ổng. Ổng cởi áo mà ổng quýnh bằng cây trúc á, quýnh bóp. Thì mình thấy ngại quá, thôi mình về. Qua mấy lần sau gặp ổng là sau bữa đó tôi ghé nhà của ông mà tôi thấy ông quýnh ông dữ quá, nên tôi thấy ngại của tôi về. Ông làm gì quýnh ông dữ gì? Ổng là: "Nói thiệt có tức lắm thầy. Kêu nó đừng có làm bậy mà nó cứ làm bậy, nên bữa đó con găng đe nó cũng quýnh nó một bữa." Ổng là: "Ổng kêu nó đừng có làm bậy mà nó không nghe lời ổng, nó cứ làm bậy, cho nên bữa đó ổng quyết lôi nó ra, ổng quýnh một bữa, ổng quýnh ổng, ổng hỏi ổng quýnh, ổng biết làm bậy gì thì ổng hỏi, ổng là hâm nó rồi đó, hâm nó bao nhiêu lần rồi đó, không cho nó làm bậy mà bữa đó nó cãi ổng, nó làm bậy, bữa nay dứt phát lôi nó qua quýnh nó một bữa cho nó biết mặt, ai nhờ đâu là ổng, chứ không phải người ta tính đâu bình thường, người ta tính đâu người khác, ổng lôi ổng ra ổng quýnh, cho nên ổng là ổng găng đe, không cho nó làm bậy. Bao nhiêu lần rồi nói, bao nhiêu lần nó cãi hoài, cho nên bữa đó dứt phát lôi nó ra quýnh nó một bữa." Nhà đó ổng lôi ổng ra quýnh. Bây giờ thấy không, người ta tu tập ta hết đường binh đó là lôi mình ra quýnh luôn. Đấy nè, cho nên đó mình cũng khó lắm. Đôi lúc đó người ta thấy sai người ta vẫn làm, có gì hiểu không? Là tại sao cái dục á nó lớn hơn cái tuệ. Cái tuệ làm thấy sai đó là tuệ đó, nó nhỏ hơn cái dục, nó không chiến thắng được. Ở trong pháp giới nào mạnh đó thắng kéo co, nào mạnh lâu hơn kia về. Thì ở trong tâm mình cũng vậy á, tâm nào mạnh nó thắng tâm kia. Mình tu hàng ngày có trí tuệ, nếu trí tuệ lớn biết sai biết đúng á, mà mình dừng lại đó, thì nó sẽ lớn hơn dục, lớn hơn tham, lớn hơn sân. Bây giờ ví dụ như mình nổi sân lên mình quýnh người ta, nhưng mà trí tuệ mình thấy là nhân quả nghiệp báo, mình quýnh người ta như vậy, hậu quả nó làm sao phân tích rồi mình rút cái tay về mình không quýnh. Lúc đó trí tuệ nó lớn hơn lòng sân, nó chiến thắng. Nhưng mà trí tuệ biết sai, tới đâu tới tao quýnh mày nè, quýnh ta luôn. Cái trí tuệ nó có biết sai nhưng mà vẫn đánh người ta,
là lòng sân nó lớn hơn trí tuệ, nên không ngăn được trí tuệ, không ngăn được lòng sân. Dục cũng vậy, ham muốn. Một hành động ham muốn, biết đó là sai, vẫn làm luôn. Làm rồi sợ. Nhưng cái tuệ của mình biết nó là sai. Nhưng mà cái dục tham, cái lòng tham nó lớn quá, nó đè bẹp luôn, nó lấn áp cái trí tuệ mình luôn. Do đó mình thua. Cho nên ta lên sám hối, ta làm lại, làm lại. Tới mình tu một lúc nào đó trí tuệ mình nó lớn, đủ lớn á, nó chiến thắng được. Bắt đầu nó bớt lần, rồi tới diễn ly luôn, tới xa rời luôn, tới đoạn diệt luôn, tới từ bỏ luôn. Là cái đó nó phải lớn nó làm mới được. Chứ không phải mình nói là muốn diễn ly đoạn diệt từ bỏ phiền não là đơn giản đâu. Phải đủ trí tuệ, đủ bổn nguyện, nên người ta dùng nhiều cái sức mạnh khác tốt. Lòng tin Phật, tâm giữ giới, trí tuệ, nguyện lực, ba bốn cái sức mạnh đó mới đánh thằng dục, đánh thằng tham, đánh thằng sân cho nó thua. Nên nhầm khi người ta phát một lời đại nguyện đi chi, để lấy sức mạnh đó để lấn áp mấy người kia, chứ không thôi không chiến thắng nó được. Nên ta phát đại nguyện, hoặc là ta khởi lòng tin Tam Bảo, khởi lòng tin Đức Phật A Di Đà, và trí tuệ của người ta tu tập do xem kinh xem sách, do tu tập hàng ngày, nó phát triển ba bốn cái sức mạnh của thiện lành đó đó, nó mới thể chiến thắng được sân lúc đó, chiến thắng được tham lúc đó. Chứ còn bằng không, không chiến thắng được thì biết sai vẫn làm. Nên cái quá trình của người tu là quá trình chiến đấu, chiến thắng chính với bản thân của mình. Cho nên Đức Phật ngài dạy ông Kinh Pháp Cú á, là thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Mình thắng muôn quân nhưng mà không bằng thắng chính bản thân mình. Thắng bản thân mình mới là chiến thắng. Mà bản thân mình là thắng cái gì? Là thắng tâm và nghiệp. Mình thắng bốn thứ, có ba thứ nghiệp và một thứ tâm, mình chiến thắng là mình chiến thắng chính mình. Tâm đó là tâm phiền não, nghiệp đó là nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Chiến thắng nghĩa là gì? Là nó làm mình bắt nó đừng có làm việc ác, nó không làm mình bắt nó làm là việc thiện. Ví dụ nó không chịu làm việc thiện, mình bắt nó làm là mình chiến thắng nó. Nó làm việc ác, bắt nó dừng lại không cho nó làm là mình chiến thắng nó. Chiến thắng bốn cái: thứ nhất là tâm, thứ hai là ý, thứ ba là khẩu, thứ tư là thân, là chiến thắng chính mình. Chiến thắng tâm là gì? Ví dụ như chúng ta nổi lên tâm sân, nó trào lên, mình dùng nhẫn nhục để mình đè nó xuống, mình chiến thắng. Dùng từ bi để hóa giải là chiến thắng. Mình dùng phép là áp chế, ví dụ như mình niệm Phật để đè nó xuống là chiến thắng. Ví dụ tâm sân khởi lên, mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, là mình khắc chế nó là chiến thắng. Đó là tâm. Tham cũng vậy. Rồi bây giờ ý, mình khởi lên cái ý là mình tính toán để mình quyết định mình làm gì đó. Ví dụ quyết định mình trả thù cái người đó, mình tính toán trả thù bằng cách nào? Đem rác dục vô nhà nó, hay xì bánh xe, hay là nó đang trồng mấy cây bầu, mấy cây mớp, nó đi khỏi nhà qua mình nhổ lên. Không, người ta trả thù, người ta làm nhiều chuyện lắm mà mình không biết đâu. Cái người thù quán họ nghĩ nhiều cách họ trả thù, nhằm khi nhả thù mình thấy kỳ cục, nhưng mà họ cũng trả thù. Hoặc là cái cầu mà bắt ngang nhà đó, mình rút cầu tối khỏi qua luôn đó. Người ta dùng nhiều cái chiêu trò vậy đó, để người ta hại từ cấp độ thấp đến cấp độ cao. Suy nghĩ mà, suy nghĩ làm cách nào, mình biết cái cách nào suy nghĩ cũng bậy. Cho nên mình sám hối, mình xóa tan cái ý nghĩ đó ra khỏi tâm của mình. Rồi bây giờ tới cái lời nói, mình tính chửi người ta, hoặc đang chửi người ta, mình tính chửi, mình dừng lại, mình sám hối là chửi không ổn, chửi gì mang nghiệp. Rồi đang chửi mình dừng lại luôn, không được tiếp tục, đó là mình chiến thắng đó. Rồi đang hành động, đang cắp ăn trộm, đang đánh đập người ta, hoặc chuẩn bị cắp ăn trộm, chuẩn bị đánh đập người ta, dừng lại luôn là chiến thắng. Cho nên chiến thắng mình là chiến thắng dễ dàng nhất. Ví dụ trong chuyện mà Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung á, có một nhân vật là Triệu Tử Long, một muôn binh, tức là 10.000 người chặn đường ổng, ổng vượt qua được á, tin không? Mà Triệu Tử Long,
Cho nên ông Lưu Bị mà đi qua bên Tôn Quyền á, đi qua bên cưới vợ đó, là đem theo ông cận vệ là ông Triệu Tư Long á, đem hù người ta thôi. Nghĩa là muôn binh ông thắng được gì, mấy ông nào lơ mơ đâu có chịu nổi ổng. Cho nên á, Khổng Minh kêu ông đi theo bảo vệ Lưu Bị đó, đi cưới vợ qua Đông Ngô á. Mình coi phim Tam Quốc á, à, mình thấy. Nhưng mà ở trong kinh Đức Phật dạy, thắng muôn quân, ông Triệu Tư Long thắng muôn quân là không bằng thắng chính bản thân mình. Nổi giận lên cái đánh tan đó là chiến thắng bản thân mình. Nổi tham cái đánh tan đó chiến thắng bản thân mình. Nổi dục đánh tan đó là chiến thắng bản thân mình. Khởi lên một tà ý đánh tan là chiến thắng bản thân mình. Tà ý mình khởi nhiều lắm. Một lời nói xấu đánh tan nó, dừng lại được là chiến thắng bản thân mình. Một hành động không đẹp mình dừng lại được là chiến thắng bản thân mình. Vậy là còn hơn Triệu Tử Long. Ai làm được không? Có người làm được, người không, vất vả lắm. Chiến thắng người ta thì dễ, chiến thắng bản thân mình là khó. Cho nên cần phải nỗ lực, cần phải sám hối, cần phải quyết tâm, cần phải lăn xả. Nên nói muốn thành Phật thì thân này đâu dễ là chỗ đó, đó. Phải ra đi nơi bể rừng tàn của tiền, vợ đẹp cảnh gian sang, bao dung gấm tòa đàn cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Cho nên đó là chánh pháp nằm ở trên chiến thắng bốn cái loại đó của tâm mình. Mà người ta chiến thắng được rồi nhẹ nhàng thanh thản lắm quý vị, nhẹ nhàng lắm. Cái tâm mình nhẹ nhàng rồi thì dầu gì hoàn cảnh gì xảy ra đi nữa cũng từ từ cháo nó cũng nhừ. Thầy có ông huynh đệ nó, ai mà làm gì gấp, ông ta thôi từ từ cháo nó cũng nhừ. Vậy từ từ cháu nó cũng nhừ, cứ tu từ từ ru vậy đó. Quay về chính bản thân mình, tu bốn thứ: tu tâm, tu ý, tu khẩu, tu thân. Sửa nó, nghiêm khắc cho nó. Nhớ là phải nghiêm khắc cho nó, nguyên tắc cho nó, discipline tiếng Anh, nguyên tắc cho nó, khó khăn cho nó. Người nào khó khăn chính mình càng nhiều, người đó tu càng thành công. Người nào dễ dãi chính mình càng nhiều thì phóng vật buông lung càng nhiều. Bởi vì trong kinh pháp của Đức Phật nói phóng vật là đường chết, không phóng vật đường sống. Nên nghiêm khắc, mình là tòa án của chính mình, xử nó, đem ra xử. Chuyện lớn chuyện nhỏ đem ra xử hết, không tha chuyện nào hết, phạt nó. Cho nên đó, mình mà phạm tội gì đó, mình đưa ra cái tội dài nè, tội gì sát sanh trộm cướp tà dâm nói giáo lối uống rượu này nó đó, phạt nó. Uống cốc quỳ hương hai cây đó, uống đi, uống xong về nhà quỳ trước bàn Phật hai cây nhang đó, đi đám này uống đi, uống cốc hai cây, uống nửa cốc một cây, nếm môi nửa cây đó, mình phạt đi, hiểu không? Rồi bây giờ sát sanh lỡ cố ý, hiểu không? Cố ý quỳ hai cây hương, còn mà vô tình quỳ một cây đó. Đó bây giờ mình sát đi, lâu lên tụng kinh A Di Đà Bà Già đi rành dỗ chát máu không một con mũi quyền cây hương. Đó, đại lời mình gọi là nghiêm khắc cái bản thân mình. Mà lỡ mình nói giống dài cái về quyền cây đó, cái đó mình phải nguyên tắc phạt nó mới nhớ, nó mới nhớ đời. Bởi vì cái ông ở Cần Thơ đó, tuy là ông đánh vô mình, ông mà nghe thấy nó tiếu gì chứ thầy về thầy cũng học được cái bài học của ông. Nói thật ra học về nghiêm khắc của bản thân mình. Mình chưa đến đổi mình là đánh mình, nhưng mình cũng hổ thẹn, hiểu không? Người ta tu người ta quyết liệt cỡ đó đó quý vị. Cho nên đó, thầy có một thầy bạn ở dưới Đồng Tháp đó. Ổng cái chùa nhỏ nhỏ thôi, có cái ao ở ngoài sau cái ao, ổng mà ao sen, mà cái sen mà lá bự bự á, lên chỉnh ngồi được á, ao sen đó đó. Đó, ổng cất cái cốc chân giữa ao, ông để cái bảng mà thầy nhìn nó đấy, bảng tuyệt tình cốc. Nó trời ơi dữ ha, tu dữ à. Cái ông bắt cái cầu đi qua cái đó, ông nói là đoạn trần kiều. Thế thầy hỏi ông, thầy là ông suy nghĩ sao mà ông đặt cái tên nghe kêu quá vậy? Ông nói thầy tu khó lắm thầy ơi, thanh niên tu khó quá. Là ông này nhiêu tuổi? Ông là bốn mấy gần năm chục, mà năm chục còn thanh niên sao? Ông nói cũng còn thanh niên thầy ơi, cho nên á là còn thanh niên, nên á ông là để cái cốc ông để giữa cái ao á nhỏ xíu vậy đó,
ông là tuyệt tình cốc. Là được không? Ông là thôi cũng gán. Rồi cái cầu đi ra để đoạn trần kiều, đoạn trần tức là cắt duyên trần á, gọi là đoạn trần kiều là cái cầu tiếng Hán á. Ông là đoạn trần kiều á, rồi đi qua vô trong tu tuyệt tình cốc. Là à, làm được không? Ông là gán thầy ơi. Ông là thanh niên tu khó lắm. Bốn mấy, lúc đó thầy hỏi ổng cũng bốn mấy giờ, chắc cũng năm mấy, ổng cũng gần cỡ cỡ chạng thầy. Là nghe, nhưng mà về nhà mình suy nghĩ cũng hay à, nói chung là tuyệt tình cốc cũng hay, đoạn trần kiều cũng hay, hiểu không? Rồi dùng cái gôi đánh vô mình cũng hay, hay bắt mình quỳ hương. À, cái vụ quỳ hương nha, thầy có ông Phật tử, ổng chuyên gia vụ bắt ổng quỳ hương. Ổng quỳ á là ổng không có cho phép quỳ trên mấy cái gối này đâu nha, mà quỳ là quỳ á là thẳng xuống cái nền gạch này luôn nè. Quỳ đứng, quỳ hương là phải quỳ đứng và quỳ thẳng xuống nền gạch, không được đụng cái đầu gối. Quỳ vậy nó mới ngán, nhớ không? Bắt là phải quỳ, là phải quỳ nguyên tắc vậy đó, nó mới ngán. À, nhớ vụ quỳ hương mỗi lần chùa sư phụ thầy bắt hai ông tiểu quỳ hương, do lên tụng kinh ông thầy trưởng chúng á, ông bắt do hai ông tụng kinh, ông thì chuông, ông thì mỏ, 3:30 chiều tụng mong sơn thiết thực đó, mãnh quả diệu diệu thiếu thiết thành, thiết thành thiết nhiệm diệt cô hồn dược yếu sanh tịnh độ, tính đụng quan nhân kế kiện kinh dược nhân dược liễu chi đó ha. Ông ơi đọc, ông đọc cái nghe nhà kế bên á người ta chiên cá, mà ông á thì quanh cá lóc đang tụng kinh á, cá lóc ông kêu tắt lá. Cái nhà kế bên cũng đọc tới chiều ta tụng kinh đi chiên cá, nó bay nguyên cái mùi qua rồi hai ông đang gõ thắt lát cá lóc, ông thầy tránh chúng đi ngang thắt lát cá lóc chết mày. Tụng kinh vừa xong bắt hai ông quỳ cái nhang dài nè, mà sao bằng tổ bắt hai ông quỳ cái nhang. Thầy đâu hay thấy lên thấy hai ông thổi, một ông thì cầm chai dầu đổ vô ông thổi. Mấy ông làm gì? Nói sao vậy? Ông là cái dầu xanh của mình á, đổ lên trên cây nhang đó, ông thổi nó cháy nhanh dữ lắm. Bình thường là 3 tiếng cây nhang, ông thổi còn nửa tiếng. Cái dầu thơm mình á, gắt lên cái dầu xanh á, dầu nước xanh á, gắt lên. Rồi ông thổi. Thổi là nó đỏ. Nửa tiếng đứt cây. Bởi vì cũng có chiêu chứ. Cái đó là ông thầy trưởng chúng mà không thấy bắt cây nữa. Cái tội tụng kinh mà cá chiên ha. Bởi vì ác không hà. Cái giờ người ta tụng kinh đừng có chiên cá, dùng một cái cho người ta thanh tịnh cái. Nhà kế bên mà gió nó thổi nó đàng qua cái mà chiên cái xèo xèo nó làm sao. Nên lúc đó mà muốn quá giải cũng dễ lắm, người ta chiên cá bay qua bên đây mình chiên tàu hũ là đấu lại giống hệt như karaoke vậy. Trời ơi, hai bên chùa hai dàn karaoke mà dàn xịn không. Tới cái giờ cúng, nhất là ngày chủ nhật, tới cái giờ cúng là đập qua hai bên, một bên thì quánh này quên quánh kêu đập qua trời qua đất luôn. Mình đâu có nói người ta được, cái nhà người ta bên ngoài đâu có nói được, bởi vì hát karaoke cô vị khổ người ta lắm. Biết sao không? Hát dở. Mình ngồi mình nghe mà muốn khóc luôn á. Phải hát hay hay gì chút cũng có phước, người ta nghe cũng có phước, còn hát dở quá trời luôn. Bởi vì để cái bản cấm, để mai mốt đánh hai cái bản cấm cầm hai bên. Hát karaoke hát dở phải đóng cửa, hát hay thì bắt lớn, còn đằng này hát dở mà bắt lớn là không được, mình phải cầm cái bản để vậy đó. Hát ra karaoke hát hay thì bắt lớn, hát dở đóng cửa hát. Nó vậy để cho khỏi phiền nhà bên cạnh, chứ mình phải hát hay mới được. Đâu ơi, nhầm ông hát mình như la làng vậy đó. Hát lên biết làm sao giờ. Thầy mới gắn cái lằn dàn lo, hai dàn lo hai bên gắn lại, ta công sức một, mình công sức 1.5. Đậu đây nè, ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh lại. Mà tắt thiệt nha, tụng kinh không hát đâu được, tụng kinh không nghe, kinh không hát đâu được. Bởi vì ổng tắt mình bắt nhỏ lại, ổng mở ra ổng hát bắt lớn lên.
ổng nghỉ hát bắt nhỏ xuống à, vậy đi thôi khỏi ai nói ám hiệu vậy là được rồi, hiểu không? Ngay chân giờ tụng kinh ta hát không thôi, lỡ qua giờ tụng kinh ta hát à, mà mình cũng tụng kinh ngay chân cái giờ người ta cũng rảnh là giờ 7 giờ tối à, mình tụng 8 giờ ngay giờ karaoke luôn rồi, ta hát từ cái độ 6:30 7 giờ tới 8 giờ 9 giờ à, chẳng đó mà gì chủ nhật được. Có ông sư đệ thầy, ông ngồi, cái hỏi sao ngồi, chiều chiều cũng ngồi, thấy người ta đi qua đi lại ngồi trên tháp Quan Âm. Rồi lại ngồi nhìn người ta đi qua lại, không ra sao mà ở công ty ngoài này nọ người ta ha làm có ngày chủ nhật, sao chùa mình tụng kinh suốt không ngày chủ nhật thầy. Thầy nói là hỏi ông chủ trì á, ông ơi, chứ tôi ở chúng, ông hỏi chủ trì á. Không là sao mình tu không có ngày chủ nhật, ngày nào cũng tụng chứ. Người ta ở bên ngoài thứ bảy chủ nhật người ta nghỉ, bởi vì chùa tụng miết luôn, không có ngày nào nghỉ luôn. Để không? Là thôi hỏi chủ trì đi chứ giờ lại không có biết cái vụ đó. Ăn thua quy định chủ trì, ông chủ trì cho nghỉ thì nghỉ à, chứ Đức Phật cũng đâu có bắt mình tụng kinh. Để không? Tụng kinh là mình tự tụng thôi, chứ Đức Phật đâu bắt mình, trong giới lực không có bắt tụng kinh. Giới lực bắt giữ giới à, rồi á, là dạy mình cách tu mà, chứ không có bắt tụng kinh. Còn tụng kinh đó là quy định của tông phái, quy định của từng chùa à, thì mình ở đâu mình phải theo cái nguyên tắc, theo quy định ở đó thì cái chỗ đó mới mới tốt được. Còn không có thì à, nó sẽ không tốt. Cho nên đó quý vị, chúng ta tu tập quyết chí làm sao một đời dành cái thời gian chúng ta mà tạo hóa đã cho mình ở trên thế gian này cũng phải dành dụm lấy, dứt lấy cái những cái cơ hội. Còn bằng không cơ hội mà nó qua một cái rồi không có tìm lại được. Dầu cho trễ hẹn một giờ, lần sau gặp lại phải chờ 100 năm một kiếp người. Cho nên cho buổi chiều ở bài Mông Sơn Thí Thực hay lắm. Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căng thiên giảm từng hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao, khổ thiên thì có chút nào vui đâu. Cần tu tờ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế dương. Tâm thân mỏng mạnh vô thường, sớm còn tối mất lo hướng tu hành. Rồi hết giờ rồi, chắc quý vị đói bụng. Mới có qua cái cũng tiếng mấy, hơn tiếng rưỡi vậy. Thôi nghỉ để quý vị chuẩn bị ăn cơm à. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe vào buổi sáng hôm nay, và chúc quý vị một ngày tu hành thật là an lạc. Chúc gia đình được bình an hưng thế, của quyền thích tổ tịnh độ siêu sanh, pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.